Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, Chuyện Cân Vớt. Chương 1421, tại hạ Bá Tống, năm nay 18, mời chỉ giáo nhiều hơn. Thực tiên yến, một bàn 10 người, Tống Thư Hàng một bàn này hôm nay ngồi 8 người. Bạch tiền bối, Vũ Nhu tử, Hoàng Sơn tiền bối, Lệ Chi tiên tử, Bắc Hà tán nhân, Cuồng Đao Tam Lãng, Diệt Phượng công tử, cùng với vô danh cư sĩ. Đậu đậu vậy mà không cùng Hoàng Sơn chân quân ngốc cùng một chỗ, ngược lại chạy sát vách bàn cùng Đông Phương Lục tiên tử cùng đi. Tống Thư Hàng chỗ trống tại Bạch Tiền Bối cùng Vũ Nhu tử hai bên. Hắn sau khi ngồi xuống, bên cạnh còn có cái chỗ trống. Làm tinh trụ hào quang quét tới thời gian, Tống Thư Hàng một mặt nghi hoặc đây là cái gì? Hắn vừa mới theo trong hôn mê tỉnh lại, có chút mộng bức. Vũ Nhu tử hì hì cười nói, cái này là giám định tuổi pháp khí A, từ tinh giới, một vị đại năng cung cấp, giám định 50 tuổi trở xuống tuổi, rất chuẩn. Bắc Hà tán nhân lại đón lấy tiếp tục giới thiệu nói, giám định hào quang sẽ huyễn hóa ra mấy loại màu sắc. Màu đỏ thắm là 50 tuổi trở lên, chúng ta cái này một đống lão gia hỏa đều bị phân loại đến cái này màu sắc. Nói như vậy, ngũ phẩm linh hoàng, tuổi đều lấy 100 năm là đơn vị tính. Cái này pháp khí chủ yếu giám định là 50 tuổi phía dưới mấy cái cấp độ trẻ tuổi thiên tài. Màu vàng kim óng ánh từ 41 đến 50 tuổi trẻ. Màu xanh da trời từ 31 đến 40 tuổi trẻ. Màu tím từ 2130 tuổi. Cuối cùng, màu đen là 20 tuổi cùng 20 tuổi trở xuống nhân vật thiên tài. Màu đen lại sẽ chia làm đen nhạt, phổ thông đen, đen tỏa sáng ba loại màu sắc. Đối ứng 10 tuổi phía dưới, 11 tuổi trở lên cùng với 15 tuổi trở lên ba cái tuổi trẻ. Ta không thích cái này pháp khí. Lệ Chi tiên tử thở dài nói, nữ nhân tuổi thế nhưng là bí mật. Đời ta tu sĩ, không câu nệ tiểu tiết, tuổi gì gì đó, đối với chúng ta không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa, dù sao 50 tuổi trở lên đều là ánh sáng đỏ, mọi người cũng không có thể đoán ra tuổi A. Cuồng Đao Tam Lãng nói. Tam Lãng đại thúc, người tốt, Lệ Chi tiên tử nói. Diệt Phượng công tử đối với Tam Lãng khoát khoát tay chỉ, Tam Lãng huynh, người quá ngây thơ rồi. Đối với nữ nhân mà nói, vượt qua 30 sau đó, tuổi liền đều là bí mật á. 20, vượt qua 20 về sau, ta cũng không muốn cùng người sách tuổi. Sát phách bàn truyền đến Đông Phương Lục tiên tử thanh âm. Bắc Hà tán nhân. Tu sĩ thọ nguyên thật dài, ngũ phẩm linh hoàng kém cỏi nhất đều có thể sống đến đã ngoài ngàn năm. Nếu như theo tỷ lệ đổi lời nói, 20 tuổi cũng chính là 2 tuổi đứa bé mức độ đi. À đúng rồi. Tống Thư Hàng thấy bản thân bên người cái khác chỗ trống về sau, đem Tô Thị A Thập Lục theo trong hạch tâm thế giới chuyển di đi ra. A Thập Lục trên thân cũng có thực tiền yến thiếp mời, vị trí này vốn là A Thập Lục mà lưu. Chỉ có điều A Thập Lục đi ra thời gian, như trước không có thức tỉnh. Bạch Long tỉ tỉ nhẹ nhàng cuộn Thập Lục, đem nàng bày thành nằm ở trên mặt bàn tư thế ngủ. Tính toán thời gian lời nói, Thập Lục có lẽ muốn đã tỉnh mới đúng chứ? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Bạch Long tỉ tỉ lắc đầu, nàng hiện tại ở vào tùy thời đều có thể tỉnh lại trạng thái, nhưng là có thể sẽ tiếp tục ngủ say xuống dưới. Có lẽ thực tiên yến mùi thơm có thể làm cho nàng tỉnh lại. Vũ Nhu tử hì hì cười nói. Bắc Hà tán nhân móc ra một quyển nhỏ bản bút ký nhìn nhìn, tiếp đó nhẹ gật đầu, nói thầm, bên cạnh phi thăng tiên tử là Linh Điệp Đảo tiên tử, cái này vị hàng dài góc tiên tử liền là A Thất hậu bối. Dựa theo trí nhớ đến xem, bản thân một bàn này chết sông lên. 50 tuổi trở xuống nhân vật cũng chỉ có các nàng hai cái rồi a. Hai vị thiếu nữ đều là tuổi còn trẻ thì đến được tứ phẩm cảnh giới thiên tài, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, bọn hắn những thứ này phía trước lãng áp lực rất lớn a. Tinh trụ hào quang đang lúc mọi người trên thân đảo qua. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hoàng Sơn tiền bối, Lệ Chi tiên tử, Bắc Hà tán nhân, Cuồng Đao Tam Lãng, Diệt Phượng công tử năm vị tiền bối trên thân lần lượt sáng lên đỏ thẫm màu sắc. Tiếp theo là vô danh cư sĩ, trên người hắn màu sắc một mực không ngừng chuyển đổi. Tựa hồ không cách nào xác định tuổi của hắn. Sau nửa ngày sau đó, mới chuyển đổi ra đỏ thẫm màu sắc tới đây. Lại nói tiếp là Bạch tiền bối, đỉnh đầu của hắn xuất hiện một đạo xinh đẹp cầu vồng. Bạch tiền bối đưa tay chọc chọc đỉnh đầu của mình cầu vồng, tiếp đó cầu vồng màu sắc mới chuyển hóa làm đỏ thẫm màu sắc. Bắc Hà tán nhân. Hào quang tiếp tục chuyển di, rơi vào Vũ Nhu tử cùng Tô Thị A Thập Lục trên thân. Hai người trên thân toàn bộ hiện ra nhàn nhạt màu tím.
Điều này đại biểu lấy các nàng ở vào 21 đến 30 tuổi giai đoạn. Xem ra, cái này tuổi giám định pháp khí, là từ sinh ra một khắc này tính toán tuổi. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Nàng chính thức số tuổi là 25 tuổi, chỉ có điều nàng trạng thái có chút đặc thù. Mẫu thân của nàng mang thai nàng thời gian, mang thai rất dài dòng buồn chán một đoạn thời gian. Phụ thân nàng Linh Điệp Tôn Giả cùng mẫu thân đều là chính tông nhân tộc, sở dĩ sẽ mang thai như vậy chiều dài thời gian, cùng nàng mẫu thân tu luyện công pháp có quan hệ. Tô Thị A thập lục tuổi muốn khéo Vũ Nhu Tử, chỉ có điều không có dài mấy tuổi. Xem ra 21 đến 30 tuổi trẻ, chúng ta, Cửu Châu Nhất Hào Quần, muốn đại xuất danh tiếng. Cuồng Đao Tam Lãng cười nói. 30 tuổi không đến tứ phẩm A, đây mới thực là đứng đầu nhân vật thiên tài, lần này thực tiên yến bên trên, có thể cùng các nàng sánh vai không nhiều. Cuối cùng, tinh trụ hào quang đã rơi vào Tống Thư Hàng trên thân. Ồ, màu sắc đây, Bắc Hà Tán Nhân nghi ngờ nói. Bá Tống Huyền Thánh trên thân, cũng không có hiển hiện bất kỳ màu sắc A. Màu đen, lúc này, bên người Bạch Tiền Bối đưa tay chỉ vào Tống Thư Hàng đỉnh đầu một tầng màu đen nói, các ngươi nhìn kỹ. Nơi này có một mảnh màu đen. Chỉ là Thư Hàng hiện tại quá hắc, cái mảnh này màu đen tuy rằng đã đen tỏa sáng, vẫn còn so ra kém Thư Hàng da đen. Vì vậy, rất dễ dàng bị xem nhẹ. Ta dược hiệu còn không có thối lui sao? Tống Thư Hàng cười khổ nói. Thì ra là thế, không nghĩ tới trên thế giới này còn có so với, đen tỏa sáng, càng thêm đen. Cuồng Đao Tam Lãng hặc hặc cười nói. Nhưng cười đáp một nửa thời gian, hắn đột nhiên cứng lại rồi. Tiếng cười tạm ngừng. Hắn ngơ ngác nhìn qua Tống Thư Hàng đỉnh đầu cái kia một chút màu đen, vậy mà cảm giác thật chói mắt. Rõ ràng là màu đen, tại sao sẽ như vậy chói mắt? Không chỉ có là Cuồng Đao Tam Lãng, hầu như toàn bộ, thực tiên yến, hội trường tất cả mọi người, ánh mắt đều rơi vào Tống Thư Hàng đỉnh đầu. Thật sự là màu đen. Rất nhiều người không khỏi dụi dụi con mắt, lại nhìn kỹ. Còn là màu đen không sai. Năm Thảo. Không muốn nói cho ta biết bá Tống Huyền Thánh chỉ có 20 tuổi trái phải. Tinh trụ xảy ra vấn đề rồi a. Cuồng Đao Tam Lãng nói. Đen tỏa sáng, đối ứng chính là 15 tuổi trở lên, 20 tuổi phía dưới. Bá Tống Huyền Thánh tuyệt đối không có khả năng liền 21 tuổi cũng không có đến. Tống Thư Hàng mỉm cười, đứng lên đối với tất cả thực tiên yến đạo hữu ôm quyền hành lễ. Mà đúng lúc này, Tống Thư Hàng sau lưng thánh ma song ấn hiện lên. Loại này chính thức nơi, chúng nó sẽ chủ động vì chủ nhân soát một chút tồn tại cảm giác, tăng cường một chút chủ nhân khí thế. Vũ Nhu Tử nhẹ giọng đối với Tống Thư Hàng nói, hi hi hi, Tống tiền bối, người bây giờ quá có khí thế. Ta đang nhìn đến người ôm quyền hành lễ lúc, trong đầu liền sẽ hiển hiện một câu như vậy lời kịch, tại hạ bá Tống, tuổi 18, mời chỉ giáo nhiều hơn. Nếu như ta có chỗ đắc tội, các ngươi tới đánh ta a. Tống Thư Hàng. Đây là lộn xộn cái gì lời kịch a? Đang lúc trong đầu hắn theo bản năng, qua, một lần câu này lời kịch thời gian, phía sau hắn song ấn chủ động vì chủ nhân tạo thế. Bá Tống Thánh Ấn phát ra một cái thanh âm uy nghiêm, Thánh Ấn truyền âm, tại hạ Bá Tống, tuổi 18, mời chỉ giáo nhiều hơn. Bá Nho Ma Ấn giống phát ra một cái kèm theo kinh khủng hiệu quả thanh âm, nếu như ta có chỗ đắc tội, các ngươi tới đánh ta a. Thực tiên yến hội trường bên trên tất cả mọi người bối rối. Tống Thư Hàng. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn trên mặt đất hỏng cái động đi ra, thật đem thánh ma song ấn chôn sống. Như vậy thiếu lời kịch, hắn cảm giác mình hôm nay làm không tốt sẽ bất ngờ. Vũ Nhu Tử trừng to mắt, là lỗi của ta sao? Tống tiền bối. Nàng chỉ là sinh động bầu không khí trầm lắng, buồn nôn ta một câu lời nói. Hơn nữa nàng là nhẹ giọng cùng Tống tiền bối lặng lẽ kêu, không nghĩ tới lại bị thánh ma hai ấn cho mở rộng đi ra. Tinh trụ bị hư sao? Chịu trách nhiệm lần này thực tiên yến, phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông, một vị trưởng lão vội vàng đứng lên, hướng tinh trụ đi đến, nhìn xem pháp khí này có phải hay không xảy ra vấn đề. Cùng một thời gian, thực tiên yến bên trên 15 đến 20 tuổi tu sĩ mất tự nhiên run rẩy một chút. Nếu như theo cái này, tinh trụ, giám định đi ra kết quả, bọn hắn chẳng phải là muốn cùng bá Tống Huyền Thánh chính diện tiếp xúc. Bá Tống Huyền Thánh, một sợi tóc có thể bóp chết bọn họ. Huống chi, ai dám cùng bá Tống Huyền Thánh chiến đấu a? Quân không biết, mấy ngày gần đây nhất chư thiên vạn giới viên tránh thai đã bán được bán hết sao? Không thể trêu vào, không thể trêu vào nha. Chúng ta nguyện ý thừa nhận, bá Tống tiền bối là 20 tuổi tuổi tổ vương giả. Bá Tống đạo hữu,
ngươi cái này kẻ đại lừa gạt. Yêu Mộng Chân Quân che miệng cười khẽ, đừng đùa, ngươi không thấy được lũ tiểu gia hỏa đều nhanh bị ngươi hù dọa khóc sao? Không nghĩ tới bá Tống đạo hữu tính cách cũng như vậy thú vị, được rồi, đừng dọa đến hài tử. Lão phu theo tinh giới cố ý gấp trở về, chính là vì một đổ nghìn năm đệ nhất thánh phong thái. Một vị uy tín lâu năm thánh quân cười nói. Đông qua thánh quân, bá Tống huyền thánh, một lát thực tiên yến bên trên, ta và ngươi tất có một trận chiến. Thanh Loan thánh quân ngắm nhìn Tống Thư Hàng, khẽ cúi đầu xuống, hai gò má nổi lên nhàn nhạt đỏ bừng. Ở đây tất cả bát phẩm huyền thánh, đều cho rằng Tống Thư Hàng là ở cùng đoàn người hay nói giỡn. Tống Thư Hàng ngẩng đầu ngắm trời. Ta cũng là đứa bé a. Ta năm nay mới 18 tuổi chẵn, tuổi mụ đều mới 20. Ta cũng là các ngươi trong miệng, tiểu gia hỏa a. Nếu không, thừa dịp đoàn người đối với ta ấn tượng là tiểu trong suốt lúc, đến thời gian lặng lẽ lẫn vào 20 tuổi tuổi tổ đi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Cùng bát phẩm huyền thánh nhóm cùng một chỗ lời nói, áp lực núi lớn. Hắn phải mượn nhờ, Xích Tiêu kiếm tiền bối mới có thể cùng bát phẩm huyền thánh chu toàn. Mà lẫn vào 20 tuổi tuổi tổ lời nói, hắn có thể triển đè toàn trường, ngẫm lại thì có ý tứ nha. Lúc này, Bạch Tiền Bối đưa tay vỗ nhẹ nhẹ Tống Thư Hàng. Bạch Tiền Bối, đầu năm nay càng là lời nói thật, càng không ai tin tưởng a. Tống Thư Hàng cảm thán nói. Bi thương nhanh muốn khóc lên. Bạch Tiền Bối cùng Vũ Nhu Tử cũng còn nhớ kỹ hắn, biết rõ số tuổi thật sự của hắn. Tính ha ha, kỳ thật ngươi bây giờ chạy tới 20 tuổi tuổi tổ, quả thực có chút ăn hiếp tiểu gia hỏa. Bạch Tiền Bối nói. 20 tuổi trở xuống tuổi tổ, phần lớn đều ở vào nhị phẩm cảnh giới. Tống Thư Hàng một người liền treo lên đánh toàn bộ. Tinh trụ hào quang tiếp tục khuếch trương. Đồng thời, có một đám thiếu nữ xuất hiện, các nàng trong tay đều bưng lấy một bình tiên trà, đưa lên mỗi một bàn. Thực tiên yến, chính thức mở tiệc. Chương 1422, Thư Hàng mục tiêu trở thành đáng tin đại tiền bối. Những thứ này dâng trà thiếu nữ, đều là tại Biệt Tuyết Tiên Cơ danh nghĩa tu luyện tiên trù. Tại thực tiên yến loại này trọng yếu tiên yến bên trên, các nàng cũng sẽ gánh chịu lên bưng trà đưa nước, dâng trà nhiệm vụ. Bởi vì có chút tiên hào, đối với mang thức ăn lên thủ pháp có đặc thù yêu cầu, mang thức ăn lên phía sau mở nồi, bên trên phối liệu đều có chú ý. Nhiệm vụ như vậy cũng chỉ có giao cho các nàng. Lúc này, một vị tóc ngắn thiếu nữ vỗ vỗ tay, lên tiếng nói, tiên cơ có chuyện, nếu như các vị tiền bối cùng đạo hữu thật muốn tại thực tiên yến bên trên tỉ thí lời nói. Tiên cơ sẽ thêm vào cung cấp mấy đạo tiên hào, với tư cách ban thưởng. A, làm sao cái ban thưởng phương pháp? Cuồng đao tam lãng hứng thú. 20 tuổi tuổi tổ bên trong, 10 tuổi phía dưới, 15 tuổi phía dưới, 20 tuổi phía dưới ba cái tiểu tổ người thắng, đều đạt được một đạo tăng cường linh lực khôi phục tiên hào củng cố thời gian có thể kéo dài một năm trái phải. Tiếp đó, 20 tuổi phía dưới tiểu tổ đem cử hành một lần hỗn chiến, người thắng có thể đạt được tiên cơ đặc chế Dực Phương Kình đầu cá tiên hào. Thiếu nữ tóc ngắn mỉm cười trả lời. Dực Phương Kình, liền là lúc trước đào thoát. Lại bị bắt trở lại hung thú. Vũ Nhu Tử lên tiếng hỏi. Nàng đối với cái này chỉ hung thú có ấn tượng, ban đầu nàng cho là mình cùng Tống Thư Hàng tiến về trước thực tiên yến trong quá trình, có thể gặp được bên trên cái này chỉ hung thú. Nhưng không nghĩ tới, các nàng còn không có xuất phát, hung thú đã bị Thanh Vân Đạo Quân cho bắt trở lại. Cái này chỉ hung thú không phải là rất lợi hại sao? Hắn đầu cá cũng nhất định rất lớn đi, trực tiếp đưa cho 20 tuổi trở xuống tu sĩ. Những cái kia chỉ có nhị phẩm tu sĩ, có thể ăn biến mất sao? Sẽ không bị tiên hào linh lực chống bạo đi. Không chỉ có là Vũ Nhu Tử, ở đây tu sĩ khác cũng có dạng này nghi hoặc. Tiên cơ nhấp lên qua, Dực Phương Kình bị mang về sau, chẳng biết tại sao, trong cơ thể năng lượng sói mòn rất lớn, hình thể càng là kịch liệt rút lại, cuối cùng thu nhỏ đến phổ thông cá chép lớn nhỏ. Tiên cơ đã dùng dự phòng tài liệu thay thế cái này Dực Phương Kình. Vì vậy phần này, Dực Phương Kình, đầu cá, chỉ có thể sung làm một phần phổ thông mỹ vị món ngon đến sử dụng. Vị kia thiếu nữ tóc ngắn tiếc nuối nói. Dực Phương Kình vốn là thực tiên yến bên trên đặc chế bữa tiệc lớn, mà bây giờ, hắn hiệu quả hạ xuống Biệt Tuyết Tiên Cơ hàng ngày chế tác tiên chân yến, cấp bậc. Vì vậy, Biệt Tuyết Tiên Cơ dứt khoát đem cái đồ chơi này lôi ra đảm đương thành ban thưởng đưa ra ngoài. Ồ, Tống Thư Hàng nghe vậy, đột nhiên trong lòng khẽ động, loại này nội dung cốt truyện phát triển thật quen tai. Có phải hay không là cái này Dực Phương Kình dinh dưỡng giá trị áp xúc đến thân thể bộ vị ấy,
liền Biệt Tuyết Tiên Cơ cũng không cách nào cảm ứng ra tới đây. Cuối cùng, một vị may mắn thiếu niên hoặc là thiếu nữ, thắng được 20 tuổi tuổi tổ, thắng lợi, dùng ăn cái này đầu cá về sau, đột nhiên thần công phóng đại, đạt được thần bí truyền thừa, bước lên nhân sinh đỉnh phong. Tống tiền bối, người nói loại này kịch bản quá giả rồi. Hơn nữa, loại này nội dung cốt truyện quá ly kỳ, làm cho người ta một loại không chân thực cảm giác, vì vậy hiện tại đã không lưu hành. Vũ Nhu Tử đậu đen rau má nói. Ừ, chỉ có điều. Loại chuyện này trước kia ta còn thực gặp được qua. Lệ Chi Tiên Tử đột nhiên nói, có một lần ta đột nhiên đói bụng, liền tùy tiện tìm nhà ven đường quán rượu ăn một bữa. Về sau phát hiện, trong tử lâu đưa lên kho cá trong bụng cá vậy mà ẩn chứa khổng lồ linh lực. Cái kia một bữa cơm ăn xong, ta liền thuận lợi tấn cấp cái tiểu cảnh giới. Vũ Nhu Tử mở to hai mắt nhìn. Ta cũng gặp gỡ qua cùng loại sự tình. Bạch Tiền Bối bưng lấy chén trà, khẽ nhấp một miếng, nhớ ký ức chừng gặp gỡ qua vài chục lần cùng loại sự tình. Tống Thư Hàng. Cuồng Đao Tam Lãng, ta cũng không phải đi quán rượu, ta là có một lần bản thân câu cá thời gian rồi lại câu được một cái tôm hùm, liền đem hắn nấu ăn. Không nghĩ tới nhìn như phổ thông tôm hùm trong, vậy mà ẩn chứa khổng lồ linh lực, sau đó mấy tháng ta tu luyện làm chơi ăn thật. Vũ Nhu Tử cộng Tống Thư Hàng. Hoàng Sơn Tiền Bối mỉm cười, ta cũng gặp gỡ qua mấy lần, có chút thiên tài địa bảo có được ẩn nấp tính, không ăn xuống dưới liền phát hiện không ra chúng nó đặc thù tới đây. Không chỉ có là Hoàng Sơn Tiền Bối, Diệt Phượng Công Tử, sau lưng Đông Phương Lục Tiên Tử còn có mấy vị tiền bối, đều tỏ vẻ trải qua cùng loại sự tình. Tống Thư Hàng ngẩng đầu ngắm trời, có đôi khi, hiện thực luôn so với chuyện xưa ly kỳ hơn. Vũ Nhu Tử giống Vọng Thiên, ta cũng có loại cảm giác này. Dù sao một vòng nghe đi xuống, Cửu Châu Nhất Hào Quần, các tiền bối, không sai biệt lắm đều trải qua những chuyện tương tự không có trải qua loại này kỳ ngộ. Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử, đều ngại ngùng cùng tiền bối nói chuyện phiếm. Vậy không bằng thừa dịp đạo thứ nhất đồ ăn bên trên lúc trước hết để cho 20 tuổi tuổi tổ lũ tiểu gia hỏa tỉ thí một chút. Một vị chư thiên vạn giới tôn giả đề nghị. Vị này tôn giả đề nghị, đã nhận được đoàn người đồng ý. Mang thức ăn lên lúc trước. Mọi người nhàn rỗi nhàm chán, vừa vặn lại để cho trẻ tuổi lũ tiểu gia hỏa tỉ thí một chút, nhìn xem đâu thế giới thế hệ thanh niên, xuất sắc nhất. Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông là sắp lập tổ lần này thực tiên yến, sớm có chuẩn bị. Tại thực tiên yến hội trường chính giữa, có một cái to lớn lôi đài, có thể tiến hành loại nhỏ quyết đấu. Mà trên lôi đài, còn có một cái độc lập, càng to lớn chiến đấu không gian, có thể tiến hành cỡ lớn hỗn chiến. Trên lôi đài có các loại kết giới đại trận phòng ngự. Nhị phẩm lũ tiểu gia hỏa ở phía trên có thể buông tay buông chân để chiến đấu, không cần lo lắng hủy hoại sân bãi. Đầu tiên lên sân khấu chính là 10 tuổi trở xuống tiểu tổ. Đều là một ít nhìn qua rất đáng yêu tiểu gia hỏa, cái này tuổi trẻ tu sĩ, vừa mới tiếp xúc tu luyện không mấy năm. Lại thêm còn nhỏ tuổi, coi như là thiên tài đệ tử. Phần lớn cũng đều chỉ là ở vào nhất phẩm thứ 5 khiếu, khẩu khiếu, cảnh giới. Số ít có mấy cái ở vào, dược long môn cảnh giới. 10 tuổi không đến dược long môn cảnh giới A, gần nhất thiên địa linh lực có khôi phục dấu hiệu, thiên tài cùng phổ thông tu sĩ ở giữa chênh lệch càng phát ra rõ ràng lên. Bắc Hà Tán Nhân cảm thán nói. Thiên tài đệ tử đã có đầy đủ linh lực ủng hộ, tại cường đại thiên phú ảnh hưởng, bọn hắn sẽ rất xa đem phổ thông tu sĩ để qua sau lưng. 10 tuổi trở xuống tiểu tổ bên trong, lên sân khấu nhân vật Tống Thư Hàng một cái cũng không nhận thức. Hắn quen biết tu sĩ bên trong, 10 tuổi trở xuống chỉ có Tiểu Quả Quả cùng Trúc Lô Ly, chỉ có điều hai cái này tiểu gia hỏa không có tham gia lần này thực tiên yến. Nhất phẩm cảnh giới tu luyện giả, thi triển cũng chỉ là luyện thể cơ sở công pháp, nắm giữ pháp thuật cũng rất yếu, còn không bằng quyền cước đao kiếm tới đây có uy lực. Ở đây phần lớn các tiền bối bắt đầu tới tấp giao lưu. Tỷ như tán thưởng vị nào đệ tử cơ sở vững chắc, lại tỷ như tán thưởng vị nào đệ tử xuất sắc, mới tu luyện 3 năm cũng đã ở vào dược long môn cảnh giới. Tống Thư Hàng hoàn toàn chen miệng vào không lọt. Cơ sở công pháp vững chắc, hắn còn có thể thoáng nhìn ra một ít. Chỉ có điều, tu luyện vài năm đã tới dược long môn cảnh giới mới tính ra chủng loại, hắn liền hoàn toàn không có khái niệm. Chỉ có điều, Tống Thư Hàng nhìn vô cùng nghiêm túc. Bên tai đem tất cả các tiền bối bình luận đều ghi tạc trong lòng. Tống Thư Hàng hiện tại có một mục tiêu. Hắn muốn giống nhau, thất tu thánh quân, trở thành một vị tri thức uyên bác tu sĩ. Tương lai, đợi hắn thật bước vào bát phẩm huyền thánh cảnh thời gian, nếu như Cửu Châu Nhất Hào Quần, có mới thêm quần thành viên,
hắn có thể giống nhau thất tu tiền bối đáng tin, là người mới giảng giải trên việc tu luyện vấn đề. Ngẫm lại cũng cảm giác đặc biệt hăng hái. Chương 1423, tổn thọ, bá Tống Huyền Thánh thực bị kéo vào chiến đấu không gian. Mới sinh không có khả năng vĩnh viễn là mới sinh. Một ngày nào đó, mới sinh cũng sẽ già đi, biến thành càng già càng lão luyện. Đây là thời gian quy tắc. Tống Thư Hàng tự nhiên cũng không cách nào tránh khỏi. Một ngày nào đó, hắn cũng biết trở thành Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong đức cao vọng trọng tiền bối. Chính hắn tin tưởng vững chắc điểm này. Tống Thư Hàng hai tay chống ở dưới, quan sát 10 tuổi phía dưới tuổi tổ chiến đấu, vỉnh tai lắng nghe bên cạnh các tiền bối đối với mấy cái này chiến đấu giảng giải cùng bình luận. Những thứ này chiến đấu hình ảnh cùng giảng giải, đều đưa trở thành Tống Thư Hàng quý giá nhất, kinh nghiệm tài phú ít nhất chính hắn cho là như vậy. Lúc này, một bên Vũ Nhu Tử hạ giọng nói, nhất phẩm cảnh giới chiến đấu thật sự quá yếu, kẽ hở cũng rất nhiều. Nàng ra học sâu xa, lại thêm nàng hôm nay là tứ phẩm cảnh giới. Tại trong mắt nàng xem ra, trên lôi đài các thiếu niên và thiếu nữ, mỗi một chiêu mỗi nhất thức nàng đều có thể tìm ra 10 chỗ trở lên kẽ hở. Mỗi một chỗ, đều là tới chết kẽ hở. Vốn lấy nhất phẩm mức độ mà nói, bọn hắn đã làm rất tốt. Trên lôi đài lũ tiểu gia hỏa, phần lớn đều chỉ tu luyện 2-3 năm thời gian, có loại này biểu hiện, đã xứng đáng danh thiên tài. Bắc Hà Tán Nhân mỉm cười nói. Cuồng Đao Tam Lãng tiếp lời nói, đặc biệt là mấy vị kia nhanh tiếp cận 10 tuổi tiểu gia hỏa, cũng đã có được dược long môn tu vi. Nếu là có thể tại 10 tuổi phía trước đột phá đến nhị phẩm, cái kia tiền đồ không thể hạn lượng. 4-5 năm thời gian đột phá đến nhị phẩm, liền là tiền đồ không thể hạn lượng thiên tài. Tống Thư Hàng hiếu kỳ cùng khiêm tốn thỉnh giáo. Hắn đối với cái này thật không có khái niệm. Dù sao hắn tiếp xúc đến đột phá, nhị phẩm, nhân vật có chút đặc thù. Tỷ như rất sâu thánh nhân, lại tỷ như chỉ so với rất sâu thánh nhân yếu một đường thiên đế. Hai người này đột phá nhị phẩm thời gian, đều là theo, ngày, tới đây tính toán. Rất sâu thánh nhân dùng 15 ngày, thiên đế dùng 20 ngày. Nhất định, dù sao mọi người đều biết, nhị phẩm dược long môn cảnh giới, cũng không phải là tốt như vậy vượt qua. Trong truyền thuyết, những cái kia dùng mấy tháng đã đột phá, nhị phẩm, cảnh giới, đều là yêu nghiệt quái vật. Cuồng Đao Tam Lãng bổ sung. Tống Thư Hàng có chút thật xin lỗi. Bên cạnh Vũ Nhu Tử nghe vậy, hai tay chống cằm, con người sáng ngời nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng, cười nói tự nhiên. Tống Thư Hàng bị nhìn chòng chọc quá ngượng ngùng, hắn lập tức cưỡng ép nói sang chuyện khác, thì ra là thế, nói như vậy lời nói, tiểu quả quả cũng rất không tồi a. Hắn mới 6 tuổi, cũng đã mở thứ tư khiếu nhĩ khiếu. 10 tuổi phía trước thật là có hy vọng đột phá đến nhị phẩm cảnh giới. Bá Tống đạo hữu cũng biết tiểu quả quả, đây chính là Thông Huyền đại sư nhà bảo bối. Nếu như lần tới thực tiên yến sẽ ở trong 4 năm tổ chức lời nói không chừng lần tới Thông Huyền đại sư liền sẽ dẫn hắn tham gia. Diệt Phượng công tử nói. Chủ đề thành công bị chuyển rời đến Thiên Nhai Vân Du tự quả quả, cùng với Cửu Châu Nhất Hào Quần các tiền bối trong môn phái một ít thiên tài hậu bối trên thân. Rất nhanh, 10 tuổi tuổi tổ trở xuống tỷ thí chấm dứt. Cái này tuổi trẻ tiểu gia hỏa số lượng không nhiều. Rất nhiều cái này tuổi trẻ tiểu gia hỏa, cũng giống như tiểu quả quả, bị trưởng bối trong nhà trộm giấu ở nhà, nghẹn lấy một hơi trùng kích nhị phẩm cảnh giới. Cuối cùng, đạt được tiểu tổ thắng lợi không phải tu chân hệ tu luyện giả, mà là chư thiên vạn giới khác giới một vị tiểu gia hỏa. Tên tiểu tử kia còn chỉ mở thứ 5 khiếu, khoảng cách dược long môn đều còn cách một đoạn. Nhưng bọn hắn cái này thế giới thành viên trời sinh thể chất cường đại, vượt xa nhân loại. Tại nhất phẩm cảnh giới thời gian, chiến đấu cơ bản tín nhiệm, luyện thể công pháp trời sinh thể chất cường đại chủng tộc quá chiếm ưu thế thế. Vì vậy cảnh giới của hắn không phải cao nhất, rồi lại dựa vào cường hãn nhục thân đoạt được thắng lợi. Nhục thân thiên phú cũng là thực lực một bộ phận, không thể không nói tại nhất phẩm cảnh giới thời gian, nhục thân cường đại thế hệ chiếm được thật lớn tiện nghi. Bắc Hà Tán Nhân cảm thán nói. Nhục thân càng cường đại, khí huyết lại càng cường đại, tại nhất phẩm cảnh giới thời gian có thể ngưng tụ ra tới đây khí huyết lực lượng lại càng mạnh mẽ, đột phá khiếu huyệt tự nhiên cũng càng nhẹ nhõm. Mà tại lôi đài hơn bắt đầu trên đường, lúc trước dâng trà các thiếu nữ lại lần lượt xuất hiện, đem một cái đĩa tinh xảo đồ ăn nguội đưa lên bàn. Mỗi đạo đồ ăn nguội đều là biệt tuyết tiên cơ tự mình điều chế, mỗi một bàn 10 đạo, sơn chân hải vị, trên bầu trời bay, dưới đất chạy, trong nước du ngoạn. Thậm chí là khác chư thiên vạn giới nguyên liệu nấu ăn, đều có bao gồm. Bình thường mà nói, khác trên bàn đều là 10 cái đĩa điểm tâm.
nhưng Tống Thư Hàng một bàn này bên trên, nhưng là trọn vẹn 20 đạo đồ ăn nguội. Trong đó, có hơn 10 đĩa nhỏ, rậm rạp chẳng chịt trồng chất tại bạch tiền bối trước mặt. Biệt tuyết tiên cơ quang minh chính đại cho bạch tiền bối thiên vị. Đây là tiên cơ cố ý là bạch thánh chuẩn bị một phần, chỉ phù hợp bạch thánh khẩu vị, hy vọng bạch thánh ngài sẽ ưa thích. Vị kia mang thức ăn lên thiếu nữ tóc ngắn hì hì cười nói. Lần này thực tiên yến, tiên cơ ý chí chiến đấu trước đó chưa từng có dâng trào. Nàng thế nhưng là thề muốn lần này thực tiên yến bên trong, chinh phục bạch thánh dạ dày, từ đó thu hoạch được hắn tâm. Cái kia, ta liền không khách khí. Bạch tiền bối nói. Mời bạch tiền bối thỏa thích hưởng dụng. Vị kia thiếu nữ tóc ngắn che miệng cười khẽ, lặng lẽ rời sân. Kỳ thật dạng này ta rất ngại ngùng. Bạch tiền bối nói. Tống Thư Hàng nói, cái kia bạch tiền bối ngươi chia chút ít cho chúng ta có thể thay ngài chia. Ti. Nói được một nửa thời gian, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác toàn thân rét run, không khỏi đánh cho dùng mình. Hắn theo bản năng sờ lên phần eo của mình. Luôn cảm giác trong nháy mắt, có một đạo hung tàn ánh mắt đã tập trung vào eo của hắn. Eo của hắn bị kinh hãi, run lẩy bẩy. Tống Thư Hàng lập tức đã hiểu ra. Không thể không hiểu ra a, nếu không... Nói không chừng lần này thực tiên yến bên trên sẽ thêm ra một đạo kêu, bá Tống Huyền Thánh thận nướng, món ăn nổi tiếng. Chớ hoài nghi biệt tuyết tiên cơ chủ nghệ, nàng thế nhưng là hôm nay tu chân giới còn lưu mấy vị có thể xử lý, bát phẩm huyền thánh tài liệu, tiên trù. Bát phẩm kinh thánh nàng đều có thể xử lý, lại càng không cần phải nói Tống Thư Hàng vị này giả bát phẩm. Ngươi muốn, cái kia chia ngươi một ít, bạch tiền bối nói. Tống Thư Hàng dốc sức liều mãng lắc đầu, cơ chí nói. Không không không, ta cảm giác ta còn muốn đem bụng lưu lại ăn đằng sau càng phong phú đồ vật. Đồ ăn nguội khai khai vị liền tốt, thực tiên yến cũng không phải là đồ ăn nguội tiệc. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng cảm giác được nhìn mình chằm chằm thận ánh mắt biến nhu hòa dựa vào hắn vừa rồi cơ trí phản ứng, nói không chừng kế tiếp thực tiên yến bên trên, hắn cũng có thể thêm đầu đùi gà. 10 tuổi phía dưới tuổi tổ lôi đài chiến sau khi kết thúc, là 15 tuổi trở xuống tuổi tổ. Cái này tuổi tổ bên trong, Tống Thư Hàng rốt cuộc phát hiện một vị quen biết tiểu gia hỏa. Lệ Chi tiên tử môn phái hậu bối, Thi Lô Ly. Thi phía trước mấy ngày vừa hết 11 tuổi chẵn. Tháng trước, tại Lệ Chi tiên tử đề cử xuống, nàng chuyển trường đến Giang Nam Đại học thành cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ sinh sống một đoạn thời gian. Sau đó không lâu, nàng liền thành công tấn thăng đến nhị phẩm cảnh giới. Nàng tấn chức nhị phẩm cảnh giới thời gian, còn chỉ có 10 tuổi chẵn. Đúng là tam lãng tiền bối trong miệng, tiền đồ vô hạn, thiên tài. Nếu thực tiên yến sớm nửa tháng mở tiệc lời nói, nàng vừa vặn có thể tham gia 10 tuổi phía dưới tuổi tổ, bằng nàng nhị phẩm cảnh giới đủ để triển đè tuổi tổ. Thi nha đầu, cố lên, khó được gặp gỡ cái quen biết tiểu gia hỏa, Tống Thư Hàng đối với Thi Lô Ly phất tay, khích lệ nói. Thi Lô Ly ngắm nhìn Tống Thư Hàng, một lát sau, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn biến trắng bệch. Không chỉ có là Thi. Đối thủ của nàng giống sắc mặt có chút tái nhợt bá nho huyền ma tựa hồ cùng vị này thiếu nữ nhận thức. Cái kia nếu như hắn đánh thắng, có thể hay không bị bá nho huyền ma đằng sau hậu trường trả thù. Kết quả. Thi Lô Ly lên sân khấu không lâu, liền thua trận so tài. Đối thủ tuy rằng lòng có cố kỵ triển khai thất thường, nhưng thi triển khai càng nát. Lệ Chi tiên tử thở dài, bá Tống đạo hữu, người hù đến thi. Ban đầu thi nhị phẩm về sau, tu luyện chúng ta một hệ bí pháp. Nếu như triển khai bình thường, ít nhất có thể thắng mấy trận. Ai? Tống Thư Hàng. Hắn ngẩng đầu ngắm trời, thật lâu không nói gì. Cuối cùng, đạt được 15 tuổi tuổi tổ thắng lợi chính là một vị tên mụ, ngư ngư tiểu cô nương, là tu chân hệ. Tiểu cô nương còn không có chính thức xuất sư, vì vậy còn không có thuộc về đạo hiệu của mình. Tiểu cô nương này một tay song thương thuật xuất thần nhập hóa, có chút tài năng. Hơn nữa, nàng xuất thủ thời điểm. Ẩn ẩn bổ sung lên một tầng, ý cảnh, biến hóa. Đợi một thời gian, nàng nhất định có thể lĩnh ngộ ra thuộc về của nàng thương ý. Tháng côn, niên đao, cả đời thương. Vì vậy, từ loại nào mức độ mà nói, am hiểu dùng thương đều dường như bất hạnh, khi luyện muốn cả đời mới có thể luyện đến chuyên tâm. Cuối cùng 20 tuổi phía dưới tuổi tổ bên trong, Tống Thư Hàng lại thấy được hai vị người quen. Từ Thanh Loan Thánh Quân mang đến cái kia hai cái màu tóc thiếu nữ. Cao gầy cái vị kia kêu, yên thấp điểm chính là cái kia kêu A Lăng. Thấy cái này hai thiếu nữ về sau, Tống Thư Hàng đột nhiên suy nghĩ xuất thần. Vũ Nhu Tử, người nói nếu như hai vị này thiếu nữ gặp gỡ đối thủ là một cái, gà tinh, lời nói,
sẽ như thế nào? Các nàng có thể hạ thủ sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Tại hai vị thiếu nữ sinh hoạt địa vực, tiểu kê tựa hồ là một loại thánh điểu. Các nàng đó hai người đối với tiểu kê tu luyện yêu, có thể hạ thủ sao? Vũ Nhu Tử suy nghĩ một chút về sau, nói, nếu như ta là các nàng lời nói không chừng sẽ đem tiểu kê bắt đi làm sủng vật. Tống Thư Hàng. Bất quá nói trở lại, hai vị này thiếu nữ không hổ là, huyền thánh thân truyền nhỏ chút chính là cái kia vừa qua khỏi 15 tuổi giai đoạn này không lâu. Đã đạt tới nhị phẩm thứ tư đan điền, long khu đan điền cảnh giới. Mà cao gầy cái vị kia, muốn lớn tuổi một ít, lúc này đã ở vào nhị phẩm đỉnh phong, long giác đan điền khoảng cách tam phẩm cảnh giới đã không xa. Muốn biết rõ các nàng là, thú giới, thú tu, nhục thể của các nàng cường độ so với nhân loại mạnh hơn, bất quá tại nhị phẩm về sau, các nàng tấn cấp tốc độ muốn yếu hơn nhân loại tu sĩ. Cuối cùng, vị kia cao gầy điểm thiếu nữ, Yên, dựa vào bí pháp, thu hoạch 20 tuổi tuổi tổ thắng lợi. Thi, kế tiếp, Dực Phương Kình, đầu cá tiên hào, ta cũng nhất định phải bắt lại. Yên xóa đi mồ hôi trán, một mặt hưng phấn. Đáng tiếc, nếu Tống tiền bối người đi lên, cam đoan không ai là đối thủ. Vũ Nhu Tử nhỏ giọng nói. Tống Thư Hàng thở dài, coi như vậy đi, đừng quá ăn hiếp người. Hắn lại nhìn mắt cách đó không xa Thi Lô Ly, tiểu nha đầu đang tại sinh hờn dỗi. Nàng ban đầu cho là mình tại, thực tiền yến, bên trên ít nhất cũng có thể hơn hẳn mấy trận. Tâm lý tố chất còn không được a, Thi thầm nghĩ trong lòng. Tống Thư Hàng cảm giác có chút thấy thật ngại, sớm biết như vậy hắn không cho Thi cổ vũ, cũng sẽ không quấy rầy đến nàng phát huy. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời điểm, 20 tuổi phía dưới tuổi còn nhỏ tổ hỗn chiến đã bắt đầu. Tất cả 20 tuổi trở xuống tiểu gia hỏa đều bị kéo vào đến, chiến đấu không gian, bên trong. Tất cả. Chương 1424, sắp bán chăn đơn số lượng lớn. Tất cả, nói cách khác, Xuân Xanh 18 bá Tống Huyền Thánh, cũng bị kéo vào đến chiến đấu trong không gian. Ồ, Tống Tiền Bối cũng bị kéo vào đi, Vũ Nhu Tử kinh ngạc nói. Cùng theo bá Tống Tiền Bối cùng một chỗ đi vào, còn có nàng một mực thả ở bên cạnh, cái mền chính là kia đầu theo cái gì cũng có thể bán tiền bối cái kia mua cái mền vừa rồi Tống Thư Hàng biến mất lúc trước. Đưa tay nắm, bắt loạn, một chảo liền đem mảnh chăn cho mang đi. Thư Hàng bị chuyển rời đến chiến đấu trong không gian đi. Bạch Tiền Bối nói. Đây là cửu phẩm kiếp tiên không gian thủ đoạn, cùng cái kia giám định tu sĩ tuổi tinh trụ là nguyên bộ pháp thuật. Trải qua tinh trụ xác định tuổi về sau, tất cả 20 tuổi tuổi tổ thành viên, đều bị kéo vào đến chiến đấu trong không gian. Bởi vì là kiếp tiên thủ đoạn, vì vậy trên cơ bản sẽ không xuất hiện, lầm bắt, hiện tượng. Trừ phi là đồng dạng có kiếp tiên cấp trở lên cường giả xuất thủ quấy nhiễu. Dù cho thực tiên yến bên trên mọi người cũng không tin bá Tống Huyền Thánh mới 18 tuổi. Nhưng bá Tống 18 tuổi là sự thật. Vũ Nhu Tử ánh mắt lập tức chuyển rời đến, chiến đấu không gian, hình chiếu trên tấm hình. Bị cuốn vào chiến đấu không gian Tống Tiền Bối sẽ làm như thế nào? Hắn chọn ăn hiếp 20 tuổi trở xuống nhị phẩm tiểu gia hỏa. Hay hoặc là sẽ có cái gì càng thú vị lựa chọn? Chiến đấu trong không gian. Tất cả 20 tuổi trở xuống thành viên đều là tại không hề chuẩn bị dưới tình huống, bị bắt vào đến chiến đấu trong không gian, vậy là trong không gian một mảnh hỗn loạn. Hỗn loạn đưa tới hỗn chiến. Có người theo bản năng xuất thủ công kích, có người phòng ngự, có người co lại thành một đoàn, có người thả lên tiếng kêu sợ hãi, có người còn một mặt mộng bức, đã bị người đánh đập trên mặt đất. Vẻn vẹn là hơn 5 giây. Thì có hơn phân nửa tiểu tu sĩ bị theo chiến đấu trong không gian thanh lý đi ra ngoài. Bị thanh lý đi ra ngoài, đại bộ phận đều là nhất phẩm tu sĩ. Thanh lý rời sân thi đấu công năng, là bí cảnh chiến đấu không gian, bảo hộ cơ chế. Tại chiến đấu không gian hỗn chiến trước khi bắt đầu, mỗi một vị bị cuốn vào người dự thi trên thân, đều bị kèm theo lên một mai phòng ngự phù văn. Cái này phòng ngự phù văn, sẽ ở tu sĩ trong cơ thể hình thành một tầng nhị phẩm cấp bậc phòng ngự. Làm cái này, trong cơ thể, nhị phẩm phòng ngự nghiền nát thời gian, dự thi tuyển thủ coi như là thất bại, mất đi tư cách. Đồng thời, nhị phẩm phòng ngự phù văn nghiền nát trong nháy mắt, dự thi tu sĩ cũng sẽ bị theo chiến đấu trong không gian thanh lý đi ra ngoài. Loại này phương án, có thể cam đoan bị kéo vào không gian tiểu tu sĩ sẽ không bị chí mạng trọng thương, nhiều nhất chịu chút hít thương da thịt. Sở dĩ đem, phòng ngự cơ chế, giấu ở tu sĩ trong cơ thể. Chủ yếu là vì tận khả năng cam đoan hỗn chiến công bằng. Lần này thực tiên yến khách nhân đến tự chư thiên vạn giới,
có không ít ngoại giới tu luyện giả đi là con đường thể tu, bọn hắn thể chất cường đại, phòng ngự kinh người, bọn hắn bản thân phòng ngự liền mạnh hơn tầng này nhị phẩm phòng ngự phù văn. Rất nhiều cấp thấp tu sĩ bị thanh lý sau khi rời khỏi đây, quyết chiến không gian lộ ra trống trải ra, hỗn loạn tạm dừng. Thi Loli bày ra phòng ngự tư thế, cảnh giác lui về phía sau. Thực lực của nàng là mới vào nhị phẩm cảnh giới, tại hỗn chiến tu sĩ bên trong, ở vào bên trong chờ trách xuống dưới cấp độ. Nếu như không là vận khí tốt lời nói, nàng từ lúc luồng thứ nhất đã bị thanh lý ra sân. Mặc dù biết bản thân không cách nào đạt được hỗn chiến nổi bật, nhưng ta không muốn sớm như vậy đã bị thanh lý rời sân thi đấu. Thi thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước lôi đài hơn, nàng triển khai thất thường. Vì vậy, nàng nghĩ tại hỗn chiến bên trong xác minh bản thân tu luyện bí thuật. Thi tinh thần lực triển khai đến cực hạn, thông qua bí pháp cảm ứng chung quanh tu sĩ khác nhất cử nhất động, đồng thời chậm rãi lui về phía sau. Lui lui, đột nhiên, chân của nàng đụng phải một người. Không tốt, sau lưng có mai phục. Thi trong lòng cả kinh, đối phương vậy mà có thể hoàn toàn tránh đi tinh thần của nàng cảm ứng, lặng lẽ ẩn núp tại phía sau của nàng mà không bị phát hiện. Đối phương sức mạnh chỉ sợ vượt xa tại nàng. Thi trong lòng không cam lòng, nhưng nàng không có buông tha. Nàng nhìn cũng không nhìn, một chân mãnh liệt hướng về phía sau quét tới. Lúc này, một cái đại thủ nhẹ nhàng nắm bắp chân của nàng. Đại thủ bên trên lực lượng thật lớn, Thi hoàn toàn không cách nào phản kháng. Nhưng kỳ quái chính là, cái này cái bàn tay bên trên lực đạo rất ôn nhu, không có muốn đả thương đến ý của nàng. Thi tò mò nghiêng đầu lại, hướng sau lưng nhìn lại. Lúc này, nàng nhìn thấy một vị đen xì nam tử, vừa vặn ngồi xổm ở sau lưng nàng. Nam tử trên thân khoác một cái nhìn như phổ thông chăn đơn. Đúng là bởi vì này đầu kỳ quái cái mền, lại để cho nam tử lộ ra không hề tồn tại cảm giác. Cái này cái mền là kiện pháp bảo. Đối phương liền là dùng loại này pháp bảo che giấu khí tức trên thân, do đó tiếp cận ta sao của nàng. A, Thi nha đầu, chớ khẩn trương, là ta. Tống Thư Hàng nói khẽ, đồng thời hắn buông ra Thi chân, đem nàng kéo đến trước mặt mình. Hắn bị kéo vào, chiến đấu không gian, cũng là một mặt mộng bức. Lúc trước hắn còn nghĩ qua có muốn hay không lẫn vào 20 tuổi tuổi tổ, ăn hiếp một chút nhị phẩm tiểu gia hỏa. Nhưng thật bị cuốn vào, chiến đấu không gian, về sau, hắn lại đột nhiên đã mất đi hứng thú này. Nếu như hắn thật muốn xuất thủ, dựa vào hiện tại ngũ phẩm cấp cảnh giới, chỉ cần đem kim đan khí tức phóng xuất ra đi, kim đan cấp lực áp bách, trực tiếp có thể lại để cho tất cả nhị phẩm tiểu tu sĩ ngã nhào xuống đất. Vậy là, Tống Thư Hàng yên lặng đem theo Vũ Nhu Tử cái kia bắt được, cái mền, che ở trên thân. Tới từ cái gì cũng có thể bán, đại lão xuất phẩm chăn đơn, có được lấy che giấu bản thân khí tức năng lực. Lại thêm Tống Thư Hàng hiện tại, tiểu trong suốt, trạng thái, đắp chăn đơn về sau, tồn tại cảm giác thoáng cái suy yếu đến cực hạn. Theo hỗn chiến bắt đầu đến bây giờ, sửng sốt không có bất kỳ người nào chú ý tới hắn. Hắn thì cứ như vậy yên lặng ngồi tại hỗn chiến trong đám người. Nhìn xem chung quanh 20 tuổi tuổi tổ tiểu tu sĩ chiến lửa nóng. Toàn bộ hỗn chiến trong không gian, cũng chỉ có Thi Loli cùng hắn hữu duyên, thì tại quay ngược lại lúc còn có thể đụng vào trên người hắn tới đây. Bá, bá, Nho Huyền Ma, Thi trong hai mắt hiển hiện vẻ hoảng sợ. Bá Nho Huyền Ma tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Nơi đây không phải 20 tuổi phía dưới tuổi tổ hỗn chiến sao? Đừng kêu, Tống Thư Hàng nhíu mày. Thi lập tức che lại miệng của mình. Không dám phát ra tiếng. Khổ lúc trước lôi đài hơn ảnh hưởng đến ngươi phát huy, ta không phải cố ý. Ta chỉ là đơn thuần muốn vì ngươi thêm cái dầu. Tống Thư Hàng thở dài nói. Thi cau mày, thử lên tiếng hỏi, tiền bối, chúng ta trước kia nhận thức. Tống Thư Hàng thở dài, cái này ngạnh ta đã có chút chơi mệt mỏi. Ừ, chúng ta trước kia quen biết, bất quá ta hiện tại trạng thái có chút không đúng, ngươi trong trí nhớ đem ta quên lãng. Tóm lại, chúng ta là bạn tốt. Chúng ta, bạn tốt, Thi mở chừng hai mắt. Nghìn năm đệ nhất thánh, cùng nàng là bạn tốt. Nghe tựa hồ rất lợi hại bộ dạng. Đúng rồi, Thi, người muốn giành được nổi bật không? Tống Thư Hàng đột nhiên nói, lúc trước lôi đài hơn ảnh hưởng đến người phát huy, vì vậy cái này hỗn chiến hơn, ta giúp người giúp một tay. Thi Loli suy nghĩ một chút về sau, nói ta muốn phải lấy được nổi bật, thế nhưng, ta phải dựa vào lực lượng của mình thủ thắng, không muốn mượn nhờ ngoại vật ăn gian. Có chí khí, ta đây cũng không chủ động ra tay giúp ngươi. Tống Thư Hàng dứt lời, đem cái mền mở ra một ít, đến, vào đi. Này cái mền rất lớn,
đủ để bao xuống hai người chúng ta. Thì một mặt nghi hoặc, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi chuyện xưa biết không? Tống Thư Hàng nói, Thi nhẹ gật đầu, trận này hỗn chiến, so với không chỉ có là cá nhân thực lực, còn có trí tuệ. Tỷ như ngươi xem phía bên phải vị trí, có ba cái dược long môn cảnh giới tu sĩ liên hợp lại, đối kháng vị kia thú giới màu tóc tiểu cô nương Yên. Bởi vì bọn họ biết rõ, Yên sức mạnh mạnh nhất, so với ở đây tất cả mọi người mạnh mẽ ra một đoạn. Nếu như không trước đem nàng thanh lý rời sân thi đấu, đến lúc đó nổi bật chính là nàng vật trong bàn tay. Vì vậy bọn hắn sẽ liên thủ, trước đem nàng đá ra. Tống Thư Hàng nói, Thi, vì vậy, hiện tại cái này, hỗn chiến không gian, bên trong, có một nơi, người có thể trốn ở bên trong, nghỉ ngơi dưỡng sức. Tiếp đó ngoại hạng giới chiến đấu tiến hành đến cuối cùng thời gian, người trở ra, chiến thắng, có phải hay không một loại mưu lược? Tống Thư Hàng chân thành nói, Thi tiền bối nói thật có đạo lý. Đúng vậy, tại hỗn chiến bên trong, trước trốn đi, cũng là một loại sách lược a. Nghĩ như vậy, Thi nhẹ gật đầu. Tiếp đó, nàng chui vào Tống Thư Hàng chăn đơn bên trong, hai người đầu theo cái mền bên trong lộ ra, đánh giá chung quanh chiến cuộc biến hóa. Này cái mền, quá thần kỳ. Phủ thêm cái mền về sau, chính là nhị phẩm cảnh giới tu sĩ, liền sẽ đem hai người xem nhẹ. Cái mền bên trong cùng cái mền bên ngoài, tạo thành hai cái thế giới. Bên ngoài đánh lại lửa nóng, cũng không ảnh hưởng bọc lấy cái mền Tống Thư Hàng cùng Thi. Hỗn chiến trong không gian tình cảnh, xuyên thấu qua, hình chiếu hiển hiện tại thực tiên yến trong hội trường. Thế nhưng trong yến hội tu sĩ ánh mắt, đều không để ý đến Tống Thư Hàng cùng Thi, đầu chú ý hỗn chiến trong không gian tu sĩ khác. Lệ Chi tiên tử phát hiện, Thi, không có bị đá ra, liền tại hỗn chiến trong không gian tìm. Nàng cùng tông môn sư tỷ tìm nửa ngày, mới tìm được Thi thân ảnh. Nhưng Lệ Chi tiên tử các nàng chỉ có thể nhìn đến bọc lấy cái mền Thi. Cùng Thi cùng một chỗ Tống Thư Hàng, rồi lại bị các nàng không để ý đến. Này cái mền là pháp khí sao? Thi lúc nào có như vậy một cái mền? Lệ Chi tiên tử hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Vũ Nhu tử nhấc tay nói, đây là ta mua pháp khí, hiệu quả là che giấu tu sĩ khí tức trên thân, lại để cho sự hiện hữu của mình cảm giác giảm xuống. Trong suốt cư sĩ yếu ớt thở dài, đây là cỡ nào nhức chứng công năng a? Vì cái gì tập mộc tiên tử pháp bảo của ngươi? Sẽ xuất hiện tại Thi trên thân. Lệ Chi tiên tử nghi hoặc lên tiếng hỏi. Bởi vì là tống tiền mang vào đi a. Vũ Nhu tử đáp, vừa nói, một bên nàng móc ra bản thân bút ký nhỏ lại ghi chép một cái đạo hiệu. Tiểu trong suốt trạng thái thật thú vị, chỉ là uống chén trà, ăn chút đồ ăn nguội trong thời gian, Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối đã vì nàng lấy nhiều cái đạo hiệu. Những thứ này đạo hiệu bên trong, có dễ nghe, cũng có bình thường. Nàng đều trước nhớ kỹ. Nói không chừng về sau có thể dùng đến. Mặt khác, tống tiền bối quả nhiên không có xuất thủ ăn hiếp khác nhị phẩm tu sĩ. Tống tiền bối tính cách quả nhiên không hề thay đổi. Đây mới là nàng quen biết tống tiền bối. Hỗn chiến trong không gian. Cường đại nhất màu tóc thiếu nữ, Yên rất nhanh bị người liên thủ dọn bãi đi ra ngoài. Bị đáp khỏi về phía sau, nàng một mặt phiền muộn, gương mặt phồng thành bánh bao hình dáng. Hỗn chiến trong không gian tu sĩ khác, lại mở rộng một loạt liên hợp tung hoành, bên trong phân liệt, một lần nữa tổ đội chờ quá trình, đã bắt đầu mới đại loạn đấu. Tống Thư Hàng cùng Thi Lô Ly nhìn mùi ngon. Sốt cuộc, loạn đấu cục diện chung kết. Người cười cuối cùng chính là một vị cao gầy thiếu niên. Thấp sầu thật là đúng dịp, là vô cực ma tông. Tống Thư Hàng nói. Chương 1425, Thận Long tựa hồ rất thương cảm. Vô cực ma tông cũng là tu chân giới nổi danh ma đạo tông môn, thế lực khổng lồ, tự nhiên cũng sẽ có người tới tham gia thực tiên yến. Chỉ là lúc trước lôi đài thời chiến, Tống Thư Hàng không có chú ý tới vị thiếu niên này, vô cực ma tông đệ tử, thân phận. Có đôi khi, duyên phận thật sự là rất kỳ diệu đồ vật a. Tống Thư Hàng sờ sờ cằm nói. Bên cạnh thì giống sờ sờ cằm, bá tống tiền bối ngươi nhận thức hắn. Không biết, bất quá bọn hắn tông môn ta nhận thức. Ta cùng bọn hắn trong tông môn một tên có cửu oán. Tống Thư Hàng nói. Đang khi nói chuyện, vị kia vô cực ma tông đệ tử giơ lên cao hai tay, chuẩn bị nghênh đón thắng lợi của mình. Vô cực ma tông thiếu niên, lúc này cũng đã mỏi mệt không chịu nổi, thân thể yếu ớt. Theo hỗn chiến trong kiên trì đến bây giờ, tinh thần hắn lực lượng cùng chân khí cũng đã tiếp cận khô kiệt. Thế nhưng đây hết thảy đều đáng giá, hắn đã trở thành người thắng sau cùng. Ngoại giới.
sư phụ của hắn cũng đã chuẩn bị vì hắn gieo hò khen hay. Đi ra ngoài đi, Thi, kế tiếp là ngươi thu hoạch đầu người thời điểm. Tống Thư Hàng cười đối với Thi Loli nói. Thi nghi ngờ nói, ồ, bá Tống tiền bối ngươi không phải cùng bọn họ từng có quan hệ sao? Nàng còn tưởng rằng Tống Thư Hàng muốn đích thân xuất thủ. Nói như thế nào đây, dù sao ta là tiền bối cấp nhân vật. Đi ra ngoài ăn hiếp một cái nhị phẩm tiểu tu sĩ, cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Tống Thư Hàng nói. Thi nhẹ gật đầu, nàng lập tức hiểu được, bá Tống tiền bối, ta sẽ vì ngươi mang đến thắng lợi. Đi thôi, Thi, quyết định chính là ngươi. Tống Thư Hàng xốc lên cái mền, tay phải nhẹ nhàng tại Thi trên thân vỗ. Tống Thư Hàng cũng không có sử dụng cái gì cách không truyền không a các loại cao lớn lên thủ đoạn, hắn cũng không biết những thủ đoạn này. Bất quá, Thi trên người có một cái, bá Tống Thánh Ấn. Thi hiện tại nhận thức không ra cái này Thánh Ấn, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Thánh Ấn hiệu quả. Thông qua Thánh Ấn, Tống Thư Hàng tùy thời có thể truyền lại một chút linh lực cho Thi, tăng cường lực chiến đấu của nàng. Bất quá loại thủ đoạn này có thể không cần tốt nhất, dù sao Thi hy vọng dựa vào nàng lực lượng của mình, không dựa vào ăn gian thắng được trận chiến đấu này. Vốn còn muốn tại Thi trên thân kèm theo một tầng, đao ý khôi giáp, à, ngẫm lại còn là tính. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Vô Cực Ma Tông thiếu niên giơ lên cao hai tay của mình, chuẩn bị nghênh đón thắng lợi. Nhưng sau nửa ngày đi qua, hắn còn không có bị đưa ra, chiến đấu không gian. Kỳ quái, chẳng lẽ ta còn không phải cuối cùng người thắng? Vô Cực Ma Tông thiếu niên một mặt mộng bức. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được sau lưng có một đạo khí tức. Hắn quay đầu lại, phát hiện một vị mười mấy tuổi tiểu nha đầu đứng ở phía sau mình cách đó không xa. Làm sao có thể, vì cái gì còn có người? Vô Cực Ma Tông thiếu niên trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào Thi. Tiểu nha đầu này là từ đâu xuất hiện? Không có khả năng a, toàn bộ chiến đấu không gian liền lớn như vậy, hơn nữa một mảnh bằng phẳng, căn bản không có chỗ ẩn thân. Chẳng lẽ trận này hỗn chiến có tấm màn đen? Đối diện, Thi không nói được lời nào, bày ra trưởng pháp lên dùng tay ra hiệu. Nàng chân phải trên mặt đất một bước, thân hình như mũi tên tháo chạy hướng Vô Cực Ma Tông thiếu niên. Khẽ dựa gần về sau, nàng song trưởng vung vẩy, một bộ liên hoàn trưởng pháp mưa to gió lớn chụp về phía đối phương. Vô Cực Ma Tông thiếu niên tiêu hao thật lớn, tinh thần lực cùng chân khí đều ở vào lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh giai đoạn. Hắn chỉ có thể hết sức ngăn cản Thi bàn tay, toàn lực tránh né. Đáng hận, trước ngươi trốn ở đâu? Vô Cực Ma Tông thiếu niên giận dữ hét. Thi thân thể khẽ trầm xuống, xinh đẹp xoay tròn, một cái quét chân quét về phía thiếu niên. Thiếu niên chỉ có thể hướng về phía sau nhảy tránh đi. Ta vẫn ở phía sau ngươi, Thi bình yên tĩnh trả lời. Vô Cực Ma Tông thiếu niên hai mắt nảy sinh ác độc, vừa rồi cái kia một bộ mưa to gió lớn trong công kích, hắn liền trúng mấy chưởng. Trong cơ thể, nhị phẩm bùa hộ mệnh phòng ngự thiếu chút nữa đã bị đánh vỡ. Không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không thật có thể sẽ bị tiểu nha đầu này thanh lý rời sân thi đấu. Nhảy lùi lại sau đó, còn không đợi đáp xuống, Vô Cực Ma Tông trên người thiếu niên mãnh liệt hiện lên kịch liệt chân khí chấn động. Là trong thời gian ngắn bộc phát công pháp, còn là dựa vào cái gì pháp khí bình phục linh lực. Đáng tiếc, người có lẽ thừa dịp ta không có phát hiện ngươi lúc, đối với ta khởi xướng tập kích mới đúng. Hiện tại, người bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, Vô Cực Ma Tông thiếu niên nói. Hiện tại, hắn một thân chân khí đã bình phục hơn phân nửa, tuy rằng còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nhưng đối phó với cái này mới vào nhị phẩm tiểu nha đầu, dễ như trở bàn tay. Ta còn không có tới kịp tập kích, đã bị ngươi phát hiện. Thi phun ra một cái chọc khí, đồng thời nàng khí thế trên người cũng liên tiếp kéo lên. Một hơi theo mới vào nhị phẩm cảnh giới tăng lên tới nhị phẩm thứ tư đan điền long khu đan điền cảnh giới. Đồng thời, ở sau lưng nàng ẩn ẩn có một cái hư ảo thần kinh hư ảnh hiện hiện, đó là đại lượng công đức lực lượng hiện hóa. Đây là tới tự Bắc Phương Đại Đế cùng kinh thánh cật qua thánh quân tặng. Vô Cực Ma Tông thiếu niên nhíu mày, tiểu nha đầu này vậy mà cũng cất giấu sức mạnh. Cái này nấu chín, dễ như trở bàn tay, chỉ sợ muốn bay. Muốn đụng một cái sao? Nếu như mình có thể đạt được, nổi bật trở lại Vô Cực Ma Tông về sau, nhất định sẽ đạt được càng nhiều nữa tài nguyên bồi dưỡng. Coi như là trả giá bị thương, trở về tông môn phía sau cũng có thể được đến tốt nhất chữa trị. Đụng một cái, motor biến ô tô. Nghĩ tới đây, Vô Cực Ma Tông trên người thiếu niên khí thế lần nữa tăng lên, chuẩn bị lại bộc phát một cái sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương bí thuật.
Ngay tại hắn chuẩn bị bộc phát bí pháp trong nháy mắt, đột nhiên đối diện với hắn cũng chính là thi sau lưng, có một cái màu đen nam tử xốc lên cái mền. Nam tử này lúc trước hoàn toàn không có một tia tồn tại cảm giác, nhưng làm hắn xốc lên cái mền trong nháy mắt, nam tử trên thân thì có loại làm cho không người nào có thể không nhìn chăm chú mị lực của hắn, thiên hạ không người không biết quân. Bá Tống Huyền Thánh, Bá Nho Huyền Ma. Tống Thư Hàng bảo trì nhắm mắt trạng thái, tại Vô Cực Ma Tông thiếu niên chuẩn bị bộc phát lúc, hắn đứng dậy, sau đó dụng lực mở chừng hai mắt. Tại cặp mắt của hắn bên trong, có quỷ dị hào quang hiện lên. Không tốt. Vô Cực Ma Tông thiếu niên trong lòng kêu to không ổn, Bá Nho Huyền Ma con mắt, cất giấu lực lượng đáng sợ. Phàm là bị ánh mắt của hắn lườm đến người cùng vật, cho dù là một tảng đá, một cây cây nhỏ, đều có thể mang thai. Ta bị lườm đến, ta bị Bá Nho Huyền Thánh lườm đến. Lại muốn mang thai sao? Vô Cực Ma Tông thiếu niên theo bản năng nghĩ cúi đầu, tránh né Tống Thư Hàng ánh mắt. Ngay tại hắn cúi đầu trong nháy mắt, thì Lô Ly tập kích tiến lên, một bộ xinh đẹp lại uy lực 10 phần trưởng pháp liên tục thi triển ra. Vô Cực Ma Tông thiếu niên bị cuốn vào thi Lô Ly trưởng pháp trong lĩnh vực, bị kích lơ lửng dựng lên. Thi đạp trên huyền diệu bộ pháp, một trưởng đón lấy một trưởng, không ngừng chụp về phía thiếu niên. Thiếu niên vô lực phản kháng, giống nhau con rối bị vỗ vào không trung, không ngừng thừa nhận liên kích. Sau lưng, Tống Thư Hàng hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có quỷ xúc sử dụng, nhìn là mang thai, hắn chỉ là mở to mắt, thân mật nhìn thiếu niên này liếc. Về phần thiếu niên này sẽ nghĩ đến cái gì, thì không thể trách hắn. Gặp thi thắng cục đã định, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng hướng trên người mình vỗ một trường. Két! Trong cơ thể hắn cất giấu, nhị phẩm phòng ngự phù văn, vỡ đi, thân hình của hắn bị dọn bãi đi ra ngoài, trở về chỗ ngồi của mình. Vũ Nhu Tử gặp Tống Thư Hàng thân hình một lần nữa sau khi xuất hiện, cười nói, Tống tiền bối, người rốt cuộc ra ngoài rồi. Ai, Tống Thư Hàng thở dài, chung quy là lòng mềm yếu, tại cuối cùng trước mắt, không cách nào tàn nhẫn xuống tâm đi ăn hiếp những thứ này 20 tuổi trở xuống tiểu gia hỏa. Rõ ràng tự ta cũng chỉ là cái 18 tuổi chẵn tiểu gia hỏa a, là cảm giác gì tâm tình của mình đã rất già nua. Là nhập mộng thông nương hành sinh nồi, là nhập mộng thiên đế nồi, khả năng còn muốn bổ sung nhập mộng sở sở nhân sinh nồi. Tống Thư Hàng cảm giác mình bây giờ tâm tính đã già. Người không già, tâm đã già. Hiện tại, hắn nhìn lấy những thứ này 20 tuổi trở xuống tiểu gia hỏa, đều cảm giác như là đang nhìn con trai thế hệ. Thậm chí nhìn Thi Lô Ly lúc, đều cảm giác đang nhìn cháu gái. Đáng sợ đến mức nào tâm tính. Tống Thư Hàng xoa nhẹ mặt, rõ ràng ta còn rất trẻ tuổi a. Tống tiền bối hiện tại rất trẻ tuổi, ít nhất bề ngoài còn rất trẻ tuổi. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, Vũ Nhu Tử an ủi ta lúc, chỉ dùng nói nửa câu đầu liền tốt. Đồng thời, hắn nhìn về phía bên người Tô Thị A thập lục còn là không có tỉnh lại a, thực tiên yến mùi thơm cũng không cách nào dụ hoặc nàng tỉnh lại sao. Có thể là hiện tại trên bàn là đồ ăn nguội, không có mùi thơm nồng đậm hệ món ăn. Vì vậy thập lục còn không có ngửi thấy đi, Vũ Nhu Tử nói. Bạch Long tỉ tỉ ánh mắt, thì nhìn về phía phương xa ăn ngựa. Nàng nhìn thấy thực tiên yến yến hội bên ngoài, trên bãi cỏ đang tại cúi đầu ăn cỏ cái kia nhìn quen mắt thiên mã. Tống Thư Hàng. Đúng rồi Thư Hàng, người biết Thận Long sao? Bạch Long tỉ tỉ thanh âm ôn nhu lại vang lên. Tống Thư Hàng gật đầu nói, ta nghe qua liên quan tới Thận Long chuyện xưa, liền là trong truyền thuyết cái kia tử rắn cùng gà lôi vượt qua chủng tộc yêu đương về sau, sinh ra hậu duệ sao? Còn có loại này truyền thuyết? Ta làm sao cũng không biết. Bạch Long tỉ tỉ nghi ngờ nói, ta nói Thận Long là giao long một hệ biến chủng, chúng nó am hiểu thận khí huyễn thuật, chúng nó huyễn thuật có thể đạt tới dĩ giả loạn chân, lấy giả cháo thật hiệu quả. Đặc biệt là thất phẩm sau đó phối hợp, chân thực ảo cảnh Thận Long huyễn thuật càng là sẽ đạt tới một loại không thể tưởng tượng mức độ. Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu, lại tăng hiểu biết. Bất quá, Bạch Long tỉ tỉ đột nhiên cùng hắn giảng giải Thận Long, là muốn nhắc nhở hắn cái gì sao? Chẳng lẽ A Thập Lục kế tiếp muốn thức tỉnh, sẽ cùng Thận Long có quan hệ? A Thập Lục trong cơ thể long tộc huyết mạch, là Thận Long huyết mạch sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Bạch Long tỉ tỉ khẽ lắc đầu, không phải, ta chỉ là cảm ứng được Thận Long khí tức. Một lát các ngươi ăn cái gì thời gian cẩn thận một chút, không muốn đem Thận Long cho ăn vào bụng. Thận Long bị biệt tuyết tiên cơ làm thành thức ăn sao? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Nói như thế nào thật đây? Thận Long có một loại sở thích,
Chúng nó ưa thích dùng thần khí huyễn thuật biến thành mỹ thực bộ dáng, tiếp đó lại để cho khác sinh linh đem chúng nó nuốt vào đi. Bạch Long tỷ tỷ nói. Tống Thư Hàng, Vọng Thiên. Trên thế giới này còn có như vậy tự tìm cái chết sinh vật. Phật Môn lão đại năm đó cũng chỉ là cắt thịt cho ưng, Thận Long trực tiếp là đem bản thân hóa thành đồ ăn. Có như vậy đặc thù sở thích, Thận Long nhất tộc còn không có diệt sạch, quả thực là kỳ tích. Thận Long nhất tộc sớm muộn sẽ biến thành cấp một bảo hộ sinh linh a. Tống Thư Hàng nói. Bạch Long tỉ tỉ mỉm cười nói, không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Thận Long ưa thích biến thành mỹ thực bộ dáng, làm cho người ta nuốt vào chúng nó. Thế nhưng chúng nó cũng không chết, mà là tạm thời ký sinh tại cái khác sinh linh trên thân. Tiếp đó, bọn hắn sẽ dùng thần khí huyễn thuật ảnh hưởng mặt khác sinh linh, kiến tạo một cái thần khí thế giới, lại để cho túc chủ tại thần khí huyễn thuật bên trong thỏa mãn hết thảy nguyện vọng. Mà tại túc chủ bị thần khí huyễn thuật ảnh hưởng lúc, chúng nó có thể theo túc chủ trên thân đạt được một loại năng lượng, để mà tu luyện cần thiết. Đây không phải ác mộng đi, Tống Thư Hàng nói. Trong truyền thuyết ác mộng sẽ thông qua mộng cảnh, lại để cho khác sinh linh đạt được 18 cộng thỏa mãn, do đó hấp thụ mặt khác sinh linh tinh khí. Mà Thận Long nghe vào muốn càng cao hơn cấp một chút, có thể thỏa mãn túc chủ hết thảy nguyện vọng. Vô địch thiên hạ, thế giới nhà giàu nhất, mở thủy tinh cung, trở thành sáng thế thần, hay hoặc giả là hủy diệt thế giới, thể nghiệm một vạn loại khác nhau chết kiểu này. Vô luận là nguyện vọng gì, đều có thể tại thận khí mộng cảnh ở bên trong lấy được thỏa mãn. Tống Thư Hàng cảm giác, Thận Long nhất định cùng Tam Lãng tiền bối rất nói tới đây. Tại Thận Long chế tạo thận khí thế giới bên trong, Tam Lãng tiền bối có thể thỏa thích tìm đường chết, hướng trong chết làm, mà không cần lo lắng chết, loại này đáng sợ kết quả. Hơn nữa, nếu như gặp gỡ một cái tiêu hóa lực lượng rất mạnh chủng tộc đây. Thận Long được ăn xuống dưới về sau, thật bị tiêu hóa đây. Tống Thư Hàng lại hỏi. Vậy thật đã chết rồi. Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu nói. Tống Thư Hàng. Bất quá, nếu là ngươi có thể tìm tới, Thận Long khiến nó tiếp xúc đến A Thập Lục, có lẽ có thể làm cho A Thập Lục nhanh lên tỉnh lại. Bạch Long tỷ tỷ nhắc nhở nói. A Thập Lục chẳng biết tại sao, chậm chạp không có tỉnh lại. Nếu là có Thận Long thần khí thế giới hỗ trợ, nói không chừng có thể kích thích tinh thần của nàng, sớm chút tỉnh lại. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, Bạch Long tỷ tỷ ngươi có thể tìm tới Thận Long không? Bạch Long lắc đầu, ta chỉ là cảm ứng được khí tức của nó, còn không có tìm được chỗ ở của nó. Hơn nữa, Thận Long nếu như biến hóa thành mỹ thực, sẽ rất khó đem chúng nó tìm đến. Đúng rồi, Bạch Long tỷ tỷ, ta có một cái nghi hoặc. Thận Long thành công theo túc chủ trên thân đạt được đầy đủ phản hồi năng lượng về sau, hắn muốn làm sao theo túc chủ trên thân đi ra? Vũ Nhu Tử lên tiếng hỏi. Bạch Long tỷ tỷ, vấn đề này, chỉ sợ chỉ có hỏi Thận Long chính mình rồi, chư thiên vạn giới, còn là không có ai biết. Đột nhiên cảm giác Thận Long nhất tộc rất thương cảm, Tống Thư Hàng tổng kết nói. Đang khi nói chuyện, 20 tuổi tuổi tổ hỗn loạn cuối cùng kết thúc. Thi Lô Ly một bộ trưởng pháp đem vô cực ma tông đệ tử đánh tới lơ lửng, một mực đánh tới trong cơ thể hắn nhị phẩm phòng ngự phù văn mất đi hiệu lực mới thôi. Chiến thắng vô cực ma tông đệ tử về sau, Thi khẽ thở không ra hơi, hướng về phía sau nhìn lại. Bá Tống tiền bối, ta thành công. Nhưng làm nàng quay đầu lại thời gian, rồi lại không có tìm được cái kia bọc lấy cái mền Bá Tống. Lúc này, hỗn chiến trong không gian có một đạo hào quang rơi vào Thi trên thân. Hào quang bên trong ẩn chứa một mai tứ phẩm phòng ngự phù văn, kéo dài hiệu quả là 3 năm. Đây là hỗn chiến người thắng đạo thứ nhất ban thưởng. Đạo thứ hai ban thưởng, liền là biệt tuyết tiên cơ lúc trước nhắc tới, Dực Phương Kình, đầu cá. Thi trên thân mang theo phòng ngự phù văn bảo quang, trở về chỗ ngồi của mình. Sau đó, một vị tóc dài thiếu nữ bưng một phần, Dực Phương Kình, đầu cá, đưa đi lên. Đầu cá cái nắp xốc lên, mùi thơm bốn phía. Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Bạch Long tỷ tỷ, cái này Dực Phương Kình đầu cá, sẽ không phải là Thận Long biến thành. Đem tiền căn hậu quả liên hệ tới, luôn cảm giác cái này Dực Phương Kình đầu cá có vấn đề. Tuyệt đối không phải, Bạch Long tỷ tỷ khẳng định trả lời. Chương 1426, mùng 10 tháng 10, toàn bộ an bài tại mùng 10. Ồ, Bạch Long tỷ tỷ khẳng định như vậy. Không phải nói một khi Thận Long biến thành, đồ ăn, sẽ rất khó đem chúng nó tìm ra sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu cười nói, ta nói như thế nào cũng là Long Tổ, những người khác rất khó tìm ra Thận Long, ta còn là có nhất định được nắm chắc tìm ra chúng nó. Cũng đúng, Tống Thư Hàng nói.
Đúng rồi Tống tiền bối, bệnh của chúng ta càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này, Vũ Nhu Tử đột nhiên nói. Tống Thư Hàng, cái gì? Ta là nói chúng ta hóa trong suốt trạng thái, càng ngày càng nghiêm trọng. Vừa rồi Tống tiền bối người tiến, chiến đấu không gian, ăn hiếp nhị phẩm bọn hậu bối về sau, ta liền làm mấy cái nhỏ thí nghiệm, tiếp đó phát hiện, Cửu Châu Nhất Hào Quần, các tiền bối, có thể nhớ kỹ thời gian của ta càng lúc càng ngắn. Vũ Nhu Tử nói. Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử chớ nói lung tung, ta cũng không có chạy vào đi ăn hiếp hậu bối. Chờ, hóa trong suốt càng ngày càng nghiêm trọng. Khi bọn hắn bị ném vào đến, thiên đạo phòng tối, lúc, tồn tại cảm giác bị xóa đi. Hiện tại mấy người cùng người nói chuyện phiếm thời gian, trò chuyện một chút liền sẽ bị người quên lãng. Cũng đã tiểu trong suốt đến loại trình độ này, còn sẽ thay đổi thảm hại hơn. Đúng, ta thí nghiệm qua, tỉ như giống dạng này. Vũ Nhu Tử quay đầu đi, đối với Bắc Hà Tán Nhân kêu lên, Bắc Hà tiền bối. Bắc Hà Tán Nhân ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, mau mau tiên tử gọi ta có chuyện gì sao? Nhưng vừa sau khi nói xong, Bắc Hà Tán Nhân đột nhiên nhíu mày, hắn sờ sờ cằm, kỳ quái, vừa rồi có ai đang gọi ta? Sau khi nói xong, Bắc Hà Tán Nhân lại lần nữa cúi đầu, nâng chung trà lên tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Vọng Thiên, lúc trước mọi người ít nhất còn có thể giao lưu vài câu. Hiện tại mời đến đều vừa mới đánh xong, liền bị quên lãng. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, đương kim cái vị kia, tăng lên đối với chúng ta phòng tối độ mạnh yếu. Rất có thể, dù sao chúng ta là vượt ngục đi ra, nói không chừng chính là bởi vì như vậy, bị gia tăng trừng phạt độ mạnh yếu. Từ tiểu trong suốt biến thành đại trong suốt, Vũ Nhu Tử nói. Chúng ta đây còn muốn duy trì loại trạng thái này bao lâu? Tống Thư Hàng ngẩng đầu ngắm trời, lá gan đau quá. Trong suốt cư sĩ nhân sinh, thể nghiệm một đoạn thời gian liền tốt ra, hắn không muốn thực cả đời trở thành tiểu trong suốt. Bạch Long tỷ tỷ, nói không chừng là chuyện tốt. Tống Thư Hàng, hả? Nói không chừng tiểu trong suốt trạng thái cùng các ngươi thời hạn thi hành án chiều dài có quan hệ. Làm sự hiện hữu của các ngươi cảm giác càng ngày càng thấp lúc, đại biểu cho các ngươi thời hạn thi hành án cũng ở đây giảm ngắn. Tại sự hiện hữu của các ngươi cảm giác triệt để sau khi biến mất. Nói không chừng chính là các ngươi phòng tối kỳ hạn chấm dứt. Bạch Long tỷ tỷ suy đoán nói. Tống Thư Hàng yếu ớt thở dài, cảm ơn Bạch Long tỷ tỷ an ủi. Tiểu trong suốt trạng thái là máy tính giờ khả năng, hầu như là không. Bạch Long tỷ tỷ nhất định là bởi vì ôn nhu tính cách, dùng loại phương pháp này tới dỗ dành người. Nếu như các ngươi thời hạn thi hành án thật nhanh chấm dứt, vậy còn phải nghĩ biện pháp đem bọn ngươi đưa về đến, thiên đạo phòng tối, trong đi. Nếu không... Ngộ nhớ thời hạn thi hành án sau khi kết thúc, thiên đạo phòng tối bên trong nhưng không có các ngươi, nói không chừng sẽ bị tăng lớn trừng phạt. Bạch tiền bối bỏ xuống đôi đũa trong tay nói, chân thành nói. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, ta ngược lại là cảm thấy. Có thể hay không chúng ta đã bị gia tăng trừng phạt độ mạnh yếu. Nói không chừng đương kim cái vị kia chỉ muốn giam chúng ta mấy ngày, kết quả sắp phóng thích chúng ta lúc, phát hiện chúng ta đã không tại phòng tối bên trong. Vì vậy gia tăng chúng ta hóa trong suốt. Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác, Vũ Nhu Tử lời nói khả năng càng lớn. Tống tiền bối, người nói lấy tình trạng của chúng ta bây giờ, thực tiên yến bên trên, mang thức ăn lên lúc có thể hay không đem chúng ta quên mất. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng, không cần lo lắng, thực tiên yến đồ ăn, bình thường đều là bên trên đại phần. Bạch tiền bối an ủi. Đang khi nói chuyện, một đám thiếu nữ bắt đầu mang thức ăn lên. Một phần chiếm cứ nửa cái mặt bàn nồi lớn bị mang lên. Quả nhiên khá lớn phần. Nếu như đều là loại này lời nói, ít nhất thực tiên yến không cần quá mức lo lắng. Bên kia, thi lô ly bàn kia bên trên. Thi cẩn thận từng ly từng tí đem, dược phương kình, đầu cá nạp lại tốt, chuẩn bị đóng gói mang đi. Cả phần dược phương kình đầu cá, nàng chỉ nếm thử một chút điểm, tiếp đó thực tiên yến mà bắt đầu dọn thức ăn lên. Nàng đương nhiên muốn đem phần này dược phương kình đầu cá lưu lại, đem bụng lưu lại thức ăn tiên tiệc xuất ăn. Mặt khác, nàng trong đáy lòng luôn cảm giác phần này đầu cá, có người khác một phần. Nàng muốn cùng người khác cùng chung chia sẻ món này tiên hào. Chỉ là nàng lại muốn không nổi cùng với người nào cùng một chỗ chia sẻ. Có thể là Trúc đi. Trúc lần này không thể tham gia thực tiên yến, vì vậy ta sẽ nghĩ lấy mang một ít đồ vật trở về cho nàng cũng nếm thử hương vị. Thi thầm nghĩ trong lòng. Nàng cùng Trúc quan hệ là trong môn phái tốt nhất, có chuyện tốt nàng cũng sẽ cái thứ nhất nhớ tới Trúc. Dựa qua 3 tuần, xa xa, Đông Qua Thánh Quân đi nhanh đến,
đứng ở Tống Thư Hàng bên cạnh. Bá Tống đạo hữu, Đông Qua Thánh Quân trầm giọng kêu. Tống Thư Hàng đồng dạng ngồi trên chỗ ngồi đứng lên, cùng Đông Qua Thánh Quân đối mặt. Bá Tống đạo hữu, cơ hội khó được, không bằng chúng ta luận bàn một chút. Đông Qua Thánh Quân lộ ra một cái cởi mở dáng tươi cười. Tống Thư Hàng bình tĩnh khoát tay áo, Đông Qua đạo hữu, ta và ngươi ở giữa chiến đấu, không cần nóng lòng nhất thời. Mùng 10 tháng 10, Tử Cấm trên không, chúng ta hẹn nhau một trận chiến, lại liên tiếp kiếp tiên cuộc chiến giai thoại. Mùng 10 tháng 10, cũng đúng cái tốt thời gian, Đông Qua Thánh Quân nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng rèn sắt khi còn nóng, cái kia, chúng ta giống như này hẹn rồi. Đông Qua Thánh Quân, tốt, một lời đã định. Dứt lời, Đông Qua Thánh Quân một mặt thỏa mãn rời đi thời gian, hắn lại gãi gãi đầu. Mùng 10 tháng 10 Tử Cấm trên không đại chiến. Việc này tốt quen tai, lúc trước hắn cùng bá Tống Huyền Thánh hẹn qua sao. Một bên suy tư về, Đông Qua Thánh Quân trở về chỗ ngồi của mình. Tiếp đó hắn sa vào đến trầm tư trạng thái. Lại qua không lâu, một vị đong đưa cây quạt văn sĩ đi vào Tống Thư Hàng trước mặt. Bá Tống đạo hữu, cơ hội khó được, không bằng chúng ta luận bàn một chút. Vị này ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử lên tiếng nói, hắn nói không phải trung văn, bất quá tại bên cạnh hắn có một mai mơ hồ thánh ấn hiển hiện. Thánh ấn làm ra phiên dịch tác dụng, đem văn sĩ lời của nam tử phiên dịch thành Tống Thư Hàng nghe hiểu ngôn ngữ. Vị này văn sĩ nam tử cũng là huyền thánh. Hơn nữa, hắn là ngàn năm trước liền tấn thăng uy tín lâu năm huyền thánh. Huyền thánh, thánh ấn, còn kèm theo phiên dịch công năng. Ta thánh ấn vì sao sẽ không chức năng này? Quả nhiên là bởi vì ta là cái hàng nhập lậu quan hệ. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Mặt khác, cái này ăn mặc kiểu văn sĩ, huyền thánh, cùng Đông Qua Thánh Quân là ước hẹn đi, lời kịch đều giống như đúc. Tống Thư Hàng lần nữa đứng lên, khiêm tốn nói, đạo hữu, giữa chúng ta luận bàn hà tất nóng lòng nhất thời đây. Mùng 10 tháng 10, Tử Cấm trên không, chúng ta hẹn nhau một trận chiến. Đến lúc đó, mời đạo hữu chỉ điểm thiếu sót của ta chỗ. Dù sao hắn bây giờ là đại trong suốt trạng thái. Đến đi, vô luận là vị nào huyền thánh muốn tìm hắn luận bàn, hắn đều tiếp nhận. Mùng 10 tháng 10, để cho chúng ta hẹn nhau Tử Cấm trên không, tới đây một trận huyền thánh cuộc chiến giai thoại. Nếu như các ngươi đến lúc đó có thể nhớ kỹ lời của ta. Ta là trong suốt ta kiêu ngạo. Mùng 10 tháng 10, cũng tốt, cái kia thực tiên yến sau khi kết thúc, ta liền ở lâu mấy ngày. Văn sĩ nam tử vung vẩy lấy cây quạt, mỉm cười, bất quá, bá Tống đạo hữu nhìn qua rất có tự tin sao. Không không không, tiền bối, ta đây không phải tự tin. Ta đây là đắc ý dù sao các ngươi cũng không nhớ được cùng ta mùng 10 đại chiến ước hẹn. Ha ha. Thực sự không phải là ta tự tin, ta chỉ là cảm giác có thể cùng đạo hữu dạng này uy tín lâu năm huyền thánh một trận chiến, ta định có thể được lợi rất nhiều, vì vậy, trong lòng không khỏi kích động lên. Tống Thư Hàng cởi mở cười nói. Thì ra là thế, bá Tống đạo hữu người tính cách này, ta thích. Ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử nhẹ gật đầu, như vậy, mùng 10 tháng 10, chúng ta hẹn nhau Tử Cấm trên không. Văn sĩ nói xong, lại một chút bản thân huyền thánh ấn. Hắn hướng Tống Thư Hàng phô bày bản thân, thánh hào. Đó là phức tạp một cái khác giới văn tự, không thuộc về địa cầu. Bất quá, thông qua thánh ấn cùng loại phiên dịch công năng, Tống Thư Hàng ước chừng có thể minh bạch cái này, thánh hào, ý nghĩa. Tam Chu. Thánh hào, Tam Chu. Biểu hiện ra xong bản thân thánh hào về sau, Tam Chu Thánh Quân mặt mỉm cười, trở về chỗ ngồi của mình. Tiếp đó cùng Đông Qua Thánh Quân, trở về chỗ ngồi của mình về sau. Tam Chu Thánh Quân đột nhiên lâm vào trầm tư hình dạng. Phảng phất như là ước hẹn. Tam Chu Thánh Quân vừa rời đi không lâu, Thanh Loan Thánh Quân cầm theo bản thân váy dài, đi vào Tống Thư Hàng bên người. Ai, còn có thể hay không để cho ta ăn thật ngon mấy miệng thực tiên yến? Đằng sau hậu trường thở dài về sau, Tống Thư Hàng đứng lên đón chào, mỉm cười nói, Thanh Loan tiên tử, người cũng là tìm ta luận bàn sao? A, ừ, Thanh Loan tiên tử khẽ gật đầu. Tống Thư Hàng, tiên tử, hôm nay kỳ thật không phải luận bàn tốt thời gian. Vì vậy, không bằng chúng ta đổi lại thời gian, đổi lại địa điểm như thế nào. À, tốt, Thanh Loan tiên tử nói. Tống Thư Hàng vung tay lên, mùng 10 tháng 10, là một cái ngày tốt lành. Không bằng tiên tử cùng ta hẹn nhau Tử Cấm trên không, thành tựu một đoạn kiếp tiên cuộc chiến giai thoại. Tống Thư Hàng phát hiện mình giảng rất thuận miệng. Mùng 10 tháng 10, ngày kia sao? Thanh Loan tiên tử suy tư một lát sau, gật đầu nói tốt,
vậy mùng 10. Đến lúc đó, kính xin Thanh Loan tiên tử chỉ điểm. Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Ừ, Thanh Loan tiên tử khẽ gật đầu, nhìn qua suy nghĩ ngàn vạn. Tống Thư Hàng đối với Thanh Loan tiên tử ôm quyền. Thanh Loan tiên tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, chúng ta đây mùng 10 gặp lại. Dứt lời, nàng cầm theo váy, trở về chỗ ngồi của mình đi. Cùng phía trước hai vị thánh quân, Thanh Loan thánh quân sau khi ngồi xuống, cũng sa vào đến trong trầm tư. Tống Thư Hàng thở dài. Quả thực muốn mạng. Một bên Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, Tống tiền bối lợi hại, mùng 11 ngày, nghênh chiến ba vị huyền thánh. Dù sao mọi người cũng không nhớ được, chỉ để ý trước đáp ứng tới đây. Luôn sống dễ chịu hôm nay đã bị cưỡng ép lôi đi luận bàn nha. Tống Thư Hàng nói. Dứt lời, hắn lại cảm thán nói, hiện tại, ta cảm giác tiểu trong suốt trạng thái cũng rất tốt. Ít nhất là hắn đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Lúc này, bên người Bạch Tiền Bối sờ sờ cằm, lâm vào trong trầm tư. Hắn hiện tại trong lòng có một vấn đề, Tống Thư Hàng bây giờ tiểu trong suốt trạng thái, một ngày nào đó sẽ khôi phục. Nếu như tương lai, Tống Thư Hàng trên thân, tiểu trong suốt trạng thái, khôi phục lời nói, cái kia đến lúc đó. Mọi người là sẽ đem, Tống Thư Hàng tiểu trong suốt kỳ, nhớ quên đi đây. Còn là lại đột nhiên nhớ lại. Suy nghĩ một chút về sau, Bạch Tiền Bối lại khẽ gật đầu một cái. Ừ, bất quá, tạm thời không cần lo lắng việc này. Tống Thư Hàng mấy người vừa bị giam vào phòng tối không lâu, khẳng định không có nhanh như vậy bị phóng xuất. Vì vậy, tương lai, mọi người coi như là nhớ lại mùng 10 ước hẹn. Nhưng lúc đó, thời gian ước định đã sớm qua. Trái với điều ước cũng không phải Tống Thư Hàng, mà là các vị kiếp tiên bản thân cũng không đến phó ước. Thanh Loan tiên tử trở về chỗ ngồi không lâu sau, vị kia tóc đỏ yêu mộng thánh quân đồng dạng đi nhanh đi tới. Bá Tống đạo hữu, yêu mộng thánh quân mỉm cười kêu. Nàng là cổ vu nhất mạch huyền thánh, như thường ngày chuyên tâm nghiên cứu trở lại như cũ cổ vu một hệ truyền thừa. Tống Thư Hàng đứng lên đáp lại, yêu mộng đạo hữu, người cũng là tìm ta luận bàn sao. Bá Tống đạo hữu thân là nghìn năm đệ nhất thánh, mọi người đối với ngươi đều tràn đầy hứng thú. Lại thêm Bá Tống đạo hữu ngươi còn thân kiêm Bá Nho huyền ma, ma hiệu. Rất nhiều đạo hữu đều nghĩ càng thêm đi sâu hiểu rõ ngươi. Yêu mộng thánh quân hất lên bản thân hỏa hồng tóc dài, ta cũng không ngoại lệ. Mùng 10 tháng 10, Tống Thư Hàng nói. Yêu mộng thánh quân, hả? Ta cảm giác mùng 10 tháng 10 là một cái ngày tốt lành. Vì vậy, không bằng yêu mộng đạo hữu chúng ta ở đằng kia một ngày hẹn nhau tử cấm trên không, thật tốt luận bàn. Đến lúc đó, chúng ta có cả ngày thời gian có thể luận bàn giao lưu, chẳng phải đẹp đẽ quá thay. Tống Thư Hàng mặt mỉm cười. Ta làm sao cảm giác Bá Tống đạo hữu ngươi đã sớm chuẩn bị tốt lời kịch. Yêu mộng thánh quân nhạy cảm nói. Tống Thư Hàng, ta biết rõ, mọi người đều đối với ta rất cảm thấy hứng thú. Bất quá hôm nay là thực tiên yến. Ta còn là hy vọng có thể thật tốt ăn xong thực tiên yến, luận bàn các loại sự tình, có thể lưu lại ngày sau. Hơn nữa, lúc ăn cơm đại lượng vận động, đối với thân thể không tốt. Yêu mộng thánh quân nở nụ cười, Bá Tống huyền thánh, người so với ta tưởng tượng càng có khiếu hài hước. Khiếu hài hước, Tống Thư Hàng nhíu mày, yêu mộng thánh quân là người thứ nhất như vậy tán thưởng hắn người. Chúng ta đây hẹn rồi, mùng 10 gặp lại, dù sao ta có chính là nhàn rỗi thời gian. Yêu mộng thánh quân nói. Dứt lời, nàng chân thành trở về vị trí của mình. Cùng lúc trước ba vị thánh quân, sau khi ngồi xuống, yêu mộng thánh quân cũng sa vào đến trầm tư trạng thái. Tống Thư Hàng khe khẽ thở dài. Tống tiền bối, lần này thực tiên yến huyền thánh, trừ đi cửu châu nhất hào quần tiền bối bên ngoài, chừng 7 vị A. Vũ Nhu Tử ở một bên nhắc nhở. 7 vị vẫn chỉ là nguyện ý bày ra huyền thánh thân phận xuất hiện. Nói không chừng đằng sau hậu trường còn có càng nhiều huyền thánh. Dù sao, lần này thực tiên yến, là hướng chư thiên vạn giới mở ra. Như theo yêu mộng thánh quân lời nói mà nói, tới tham gia thực tiên yến huyền thánh, đều đối với Tống tiền bối có hứng thú. Như vậy, khả năng từng huyền thánh đều đến, tìm Tống tiền bối luận bàn. Ta còn là trong suốt trạng thái thật sự là quá tốt. Tống Thư Hàng nói khẽ. Đến đi, vô luận tới đây bao nhiêu vị huyền thánh. Hắn đều đem thời gian đổ lên mùng 10 tháng 10 đi. Vô luận như thế nào, luôn so với hôm nay ứng phó nhiều người huyền thánh xa luân chiến muốn tốt. Ồ, hương vị càng ngày càng tiếp cận. Lúc này, Bạch Long tỷ tỷ đột nhiên lên tiếng nói. Thận Long sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Đúng,
Xem ra, Thận Long quả nhiên giấu ở Thực Tiên Yến, Tiên Hào bên trong. Bạch Long tỷ tỷ thu nhỏ hóa, theo A Thập Lục trên thân hiển hiện, ánh mắt dò xét toàn bộ Thực Tiên Yến hội trường. Nếu như có thể tìm được Thận Long lời nói, mượn nhờ lực lượng của bọn nó, có thể làm cho A Thập Lục sớm chút tỉnh lại. Chương 1427, Bách Thú Đại Thiên Tỷ. Di chuyển. Mà lúc này đây, Thực Tiên Yến bên trên vừa vặn có món ăn mới lên bàn. Món ăn thứ ba, kỳ danh là Bách Thú Đại Thiên Tỷ. Vị kia chịu trách nhiệm mang thức ăn lên thiếu nữ tóc ngắn mặt mỉm cười. Thực Tiên Yến mang thức ăn lên cũng là có chú ý. Đạo thứ nhất đồ ăn là đồ ăn nguội tổ hợp. Đạo thứ hai đồ ăn là nồi lớn chứa đựng lấy nước canh loại, có đủ lấy khai vị, cùng toàn diện kích phát các thực khách vị giác công năng. Mà đạo thứ ba đồ ăn, mới là Thực Tiên Yến, chân chính món chính. Từ nơi này một món ăn đi lên thời gian, mới là Thực Tiên Yến chân chính mở tiệc. Bách Thú Đại Thiên Tỷ, cái nắp bị mở ra, lập tức có tia sáng chói mắt theo cái nắp bên trong bạo phát đi ra. Sẽ không sáng lên nguyên liệu không phải tốt nguyên liệu, những lời này đối với tiên trù mà nói mặc dù là câu vui đùa lời nói. Thế nhưng, một ít chân chính tiên hào nguyên liệu nấu ăn bản thân liền ẩn chứa rất mạnh linh lực. Làm linh lực phong phú nguyên liệu nấu ăn bị chế tác thành, tiên hào, về sau, tại mở ra trong nháy mắt, nồng đậm linh lực phun ra, sẽ hình thành chỉ có tu sĩ có thể nhìn thấy hào quang. Nương theo lấy linh lực hào quang sau đó, là để cho người thèm nhỏ dãi mùi thơm. Đầu lưỡi phía dưới nước miếng không tự chủ được bắt đầu tiết ra, hoàn toàn không cách nào khống chế. Đây mới là biệt tuyết tiên cơ chân chính chủ nghệ, so với lúc trước nàng tiện tay chế tác tiên chân yến cao hơn ra nhiều cái cấp bậc. Chờ tất cả thức ăn trên bàn bên trên xong sau, vị kia thiếu nữ tóc ngắn mặt mỉm cười, thanh thúy nói, Bách Thú Đại Thiên Tỷ, tổng cộng sử dụng hơn 100 loại khác nhau nguyên liệu nấu ăn tiến hành phối hợp. Tiên cơ đối với nó đánh giá là bạo tạc, hoan nghênh mọi người nhấm nháp. Bách Thú Đại Thiên Tỷ linh lực hào quang tản đi về sau, Tống Thư Hàng nhìn thấy là một khối khối chỉnh tề xương sườn, kim sắc da, mơ hồ có thể thấy màu đỏ tươi phối liệu. 100 loại khác nhau nguyên liệu nấu ăn tiến hành phối hợp. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói thật, cái này ánh vàng rực rỡ xương sườn nhìn xem sắc hương vị đều đủ, nhưng thực nhìn không ra 100 loại khác nhau nguyên liệu nấu ăn ở đâu. Đúng, cụ thể mà nói là 115 loại khác nhau loại thịt nguyên liệu nấu ăn phối hợp mà thành. Bên cạnh Bạch Tiền Bối giải thích nói. Ở đâu? Tống Thư Hàng hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Mỗi một khối, Bạch Tiền Bối nhấp lên chiếc đũa, kẹp lấy một khối xương sườn, mỗi một khối xương sườn bên trong, ẩn chứa 100 loại trở lên khác nhau loại thịt nguyên liệu nấu ăn. Bách Thú Đại Thiên Tỷ, biệt tuyết tiên tử đồ ăn tên cũng không cường điệu hóa. Dạng này tổ hợp, trong đó hương vị có thể phân biệt đi ra sao? Tống Thư Hàng cũng tò mò kẹp lấy một khối xương sườn. Xương sườn cũng chỉ có lớn như vậy, đặt ở trong miệng nhấm nuốt về sau, dưới tình huống bình thường rất khó phân biệt ra được trong đó 115 loại khác nhau loại thịt đi. Vì vậy, đây chính là tiên chủ cùng phổ thông đầu bếp ở giữa khác nhau. Bạch Tiền Bối vui thích đem xương sườn kẹp vào trong miệng, miệng đầy hương thơm. Bạch Tiền Bối khuôn mặt bên trên lộ ra thỏa mãn thần sắc. Xa xa, vị kia thiếu nữ tóc ngắn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiền Bối, thấy hắn lộ ra thỏa mãn thần sắc về sau. Nàng lặng lẽ đối với sau lưng thiếu nữ tương đối cái, ok, thủ thế. Bạch Thánh ăn rất hài lòng. Tống Thư Hàng gắp một khối xương sườn, trước đem hắn đặt ở tô thị A Thập Lục trong bát. A Thập Lục người chưa tỉnh ngủ, nhưng phần của nàng hay là muốn thay nàng lưu lại. Đón lấy hắn lại bản thân gắp một khối, để vào trong miệng. Sau một khắc, Tống Thư Hàng cảm nhận được bạo tạc là cảm giác gì? 115 loại khác nhau loại thịt mỹ vị. Tại hắn trong miệng muốn nổ tung lên, bách thú tại hắn trong miệng hoàn thành di chuyển quá trình. Dù là ngươi không phải mỹ thực nhà, dù là ngươi đối với mỹ thực không hề nghiên cứu, nhưng chỉ cần nếm một cái, ngươi có thể thể nghiệm đến, Bách Thú Đại Thiên Tỷ, bên trong ẩn chứa cực hạn mỹ vị. Đầu lưỡi đều nuốt mất. Đây mới thực sự là trước mắt, tu chân giới đệ nhất tiên chủ, sức mạnh. Đầu lưỡi cùng dạ dày một hơi bị triệt để chinh phục. Ăn xong món này, Bách Thú Đại Thiên Tỷ, về sau. Không phải biệt tuyết tiên cơ làm đồ ăn, thời gian rất lâu chỉ sợ đều ăn không vô nữa. Thậm chí Tống Thư Hàng cảm giác, nếu như biệt tuyết tiên cơ hiện tại đi ra, đối với Thực Tiên Yến bên trong tùy ý một người khách nhân nói, mỗ mỗ, ngươi gả cho ta. Khả năng 70% trở lên, vị khách nhân kia chọn gả đi, vô luận nam nữ. Tiên cơ chủ nghệ, lại tăng lên một cái cảnh giới.
Hoàng Sơn quần chủ nhớ lại lấy trong miệng cái loại này bách thú di chuyển mỹ vị, cảm thán nói. Ta có thể cảm giác được rõ ràng, cùng một hồi trước thực tiên yến so với, lần này tiên cơ càng thêm dụng tâm. Bắc Hà tán nhân bổ sung. Mỗi lần thực tiên yến sau đó, ta đều nửa năm trở lên ăn không ngon. Năm nay, ăn không ngon thời gian chỉ sợ lại muốn trì hoãn. Cũng tốt, coi như giảm cân. Sát phách trên bàn, Đông Phương Lục tiên tử phụ họa nói. Đông Phương Lục tiên tử ngươi hình thể đã đặc biệt bổng, tăng một phần thì mập, giảm một phần thì gầy. Hơn nữa người cái này hình thể, lái xe đụng người cực kỳ có lực chấn động. Cuồng Đao Tam Lãng nói. Đông Phương Lục tiên tử khuôn mặt đều đen. Bắc Hà tán nhân lấy cùi trỏ dùng sức thọt Tam Lãng nửa câu sau không phải nói sẽ chết sao. Tam Lãng. Diệt Phượng công tử, meo. Diệt Phượng đã hưởng thụ đến nói không ra lời sao. Lệ Chi tiên tử cười nói. Cuồng Đao Tam Lãng xoa nhẹ bản thân xương sườn, đột nhiên nhãn tình sáng lên nói, ta hiện tại bắt một cái bình cá đi ra, Diệt Phượng đạo hữu có thể hay không chui vào, tiếp đó công tử cái kia một phần liền để ta làm ăn á. Làm thịt ngươi, Diệt Phượng công tử huy động chiếc đũa nói. Ha ha ha, ngươi đánh không lại ta. Cuồng Đao Tam Lãng dương dương đắc ý nói, hắn đã sắp tấn chức lục phẩm. Diệt Phượng công tử liếm liếm bờ môi, giống như cười mà không phải cười, meo. Bắc Hà tán nhân lại dùng lực lượng lấy cùi trỏ đụng phải đụng Tam Lãng. Đồ đần, Diệt Phượng tuy rằng đánh không lại ngươi, nhưng người ta Diệt Phượng công tử tại tu chân giới rất có nhân khí có biết hay không? Hắn đạo hiệu, Diệt Phượng công tử, đằng sau, công tử, hai chữ, thế nhưng là vô số tiên tử cho hắn bổ sung đi lên. Chỉ cần Diệt Phượng công tử mới mở miệng, tổ một cái 50 người tiên tử tiểu đội hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó, Tam Lãng tự đợi đến trở thành phó bản boss bị soát đi. Lại nói Tam Lãng hôm nay là thế nào? Đã khống chế không nổi gửi mấy sao? Hôm nay quả thực là hướng trong chết làm a. Ồ, ha ha ha, thú vị, Tam Lãng đột nhiên lại lên tiếng nói. Bắc Hà tán nhân tâm một tóm, gia hỏa này lại muốn làm gì? Ấp úng, Bắc Hà, ngươi xem cái này tin tức. Cuồng Đao Tam Lãng móc ra điện thoại di động của mình, đưa cho Bắc Hà tán nhân. Bắc Hà tán nhân ghé đầu đi nhìn qua, màn hình đen. Tam Lãng điện thoại đều không có mở ra, nhưng hắn vẫn một mặt vui vẻ bộ dáng. Cái này tin tức rất có bạo điểm, tụng kinh người máy, đại lượng online, gõ cá gỗ, niệm Phật kinh, nguyên bộ đều có. Thông huyền đại sư bọn hắn muốn thất nghiệp, Cuồng Đao Tam Lãng cười nói. Bắc Hà tán nhân một mặt mộng bức. Tam Lãng đây là chúng ta. Ha 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 ha, a thất người đồ đần, đến. Chúng ta đại chiến 300 hiệp. Cuồng Đao Tam Lãng lại đột nhiên ngửa đầu cười ha hả. Bắc Hà tán nhân. Cười to song song về sau, Cuồng Đao Tam Lãng ngồi trở lại vị trí của mình, chậc chậc, ngươi không phải đối thủ của ta, A Thất. Ngươi cùng ta khoảng cách còn kém xa đây. Hôm nay, ta đã là lục phẩm chân quân cảnh giới, ngươi liền tiếp tục lưu lại ngũ phẩm, ngưỡng vọng lấy bóng lưng của ta đi. Nói xong, Tam Lãng khóe miệng lộ ra xinh đẹp dáng tươi cười. Nụ cười này càng cười càng ấm áp, càng cười càng thỏa mãn. Tống Thư Hàng. Hắn nhìn về phía Bạch Long tỷ tỷ, Thận Long. Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối bệnh trạng, nhìn qua cũng cảm giác là chúng ta, đang tại trải qua chính hắn cho rằng tốt nhất sự tình. Chẳng lẽ là cái kia, Thận Long, bị Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối cho ăn hết? Chỉ sợ là, Bạch Long tỷ tỷ nói khẽ. Đáng tiếc, vốn còn muốn dùng Thận Long lại để cho A Thập Lục sớm chút tỉnh lại. Tống Thư Hàng cảm thán nói. Đang khi nói chuyện, bên cạnh vô danh cư sĩ đột nhiên hai tay chống lấy cái cằm, bày ra một cái lạnh lùng biểu lộ, rốt cuộc để ta chờ đến ngày hôm nay, rốt cuộc. Cuối cùng đã tới ta nhân tiền hiển thánh một khắc. Tống Thư Hàng. Mọi người khỏe, mọi người khả năng cũng không nhận thức ta. Thậm chí rất nhiều người nhận biết ta, cũng gọi không ra tên của ta tới đây. Thế nhưng không quan hệ, từ hôm nay về sau, tên của ta sẽ thật sâu khắc ở mọi người trong lòng. Ta gọi Túy Tinh cư sĩ, mời mọi người nhìn quen mắt ta. Kế tiếp, ta đem vì mọi người giảng giải một đoạn thánh pháp. Vô danh cư sĩ đẹp trai nói. Tống Thư Hàng, Sigma, Su Độ Đê Độ mặt nháy mắt su. Túy Tinh. Túy Tinh là cái gì quỷ a, luôn cảm giác không đúng a. Tống Thư Hàng móc ra điện thoại di động của mình, lật ra một cái họ và tên Tối Việt cư sĩ. Cư sĩ Dược Hoàn. Tối Việt cư sĩ cái này âm đọc. Vô luận như thế nào đi đọc, đều khó có khả năng biến thành Túy Tinh cư sĩ đi. Nói cách khác, cư sĩ khả năng liền tên của mình đều nhớ không rõ.
Tống Thư Hàng khép lại điện thoại, vì tối ước cư sĩ đau lòng 3 giây. Nếu như tương lai một ngày nào đó, đẹp trai nhất cư sĩ thật tấn chức bát phẩm huyền thánh, có thể hay không cũng báo sai đạo hiệu của mình. Khép lại điện thoại về sau, Tống Thư Hàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Long tỷ tỷ, tối cường cư sĩ tựa hồ cũng ăn Thận Long. Thận Long không chỉ một sao. Bạch Long tỷ tỷ thanh âm ôn nhu vang lên, có chút cổ quái, ta chỉ có thể cảm ứng được Thận Long khí tức, thế nhưng không có cảm ứng được hắn cụ thể ở đâu. Nhưng xem ra, Tam Lãng cùng vị này cư sĩ, đều nhận lấy Thận Long lực lượng ảnh hưởng. Vì vậy, rất có thể giấu ở thực tiên yến trong hội trường, Thận Long, là một cái tu vi rất cao Thận Long, hắn còn không có bị người dùng ăn, nhưng hắn phát ra lực lượng, khiến cho người nhận lấy ảnh hưởng. Loại chuyện này, trước kia cũng phát sinh qua. Đặc biệt là nếu có Thận Long tu luyện đến thất phẩm cảnh giới, thận khí huyễn thuật phối hợp, chân thực ảo giác, năng lực, có thể làm cho cả một tòa thành thị mọi người xa vào đến thận khí thế giới bên trong đi, trầm luân trong đó. Hi 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 hi, lái xe mà thôi, đơn giản, rất đơn giản. Ta không chỉ phải lái xe, ta còn muốn đi tham gia cấp thế giới đua xe. Ta thế nhưng là một cái muốn trở thành thế giới xe vương nữ nhân. Các ngươi những thứ này đống cặn bã, làm sao có thể so với bên trên tốc độ của ta? Đông Phương Lục tiên tử hưng phấn nói. Đông Phương Lục tiên tử tựa hồ cũng ở đây thận khí mộng cảnh bên trong thỏa mãn nguyện vọng của mình. Ha 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 ha, đội banh tính là cái gì? Bổn vương từng phút đồng hồ cũng đã sinh ra một chi bóng đá nam. Kế tiếp, bổn vương mục tiêu là sinh một chi chạy marathon chạy cự ly dài đội ngũ cộng 22 người hoa thuyền rồng đội ngũ đi ra. Ha 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 ha, Giao Phách chân quân khí phách vô song nói. Chạy marathon chạy cự ly dài đội ngũ muốn bao nhiêu người? Giao Phách chân quân là muốn làm sao tính? Diệt Phượng công tử, a, à, thật là muốn lập gia đình a. À. Tống Thư Hàng, nằm thảo. Diệt Phượng công tử nguyện vọng sáng. Quả thực chấn kinh rồi. Chương 1428 ta, quần chủ, thêm người. Tống Thư Hàng trong lòng bát quái hồn lập tức bốc cháy lên. Diệt Phượng công tử nguyện vọng dĩ nhiên là lập gia đình. Như vậy, tại Thận Long ảo cảnh trong thế giới, công tử cuối cùng là lập gia đình đây. Còn không có gả thành công. Tống Thư Hàng bắt đầu mong đợi. Muốn biết hậu sự như thế nào, chỉ cần nghe Diệt Phượng công tử kế tiếp lời bộc bạch là được rồi. Diệt Phượng công tử rốt cuộc lại mở miệng, meo 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 meo. Ừ, Diệt Phượng công tử giảng rất đúng. Diệt Phượng công tử giảng rất có đạo lý. Diệt Phượng công tử giảng không có sai. Meo Diệt Phượng công tử cuối cùng lại dài lớn lên kêu một tiếng về sau, cũng không lại phát ra tiếng. Công tử cũng triệt để xa vào đến thận khí mộng ảo trong thế giới. Tống Thư Hàng thở dài, nhìn về phía Bạch Long tỷ tỷ, xem ra, Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối, trên cơ bản đều trúng chiêu. Đã liền ngay từ đầu bảo trì thanh tỉnh Bắc Hà tán nhân, hai mắt cũng mê ly lên. Còn có bên cạnh Hoàng Sơn quần chủ, Lệ Chi tiên tử đều có điểm lâm vào, thận khí huyễn thuật thế giới cảm giác. Không chỉ có là Cửu Châu nhất hào quần, đạo hữu, toàn bộ thực tiên yến hội trường đều nhận lấy thận khí huyễn thuật ảnh hưởng. Yến hội hiện trường, ẩn ẩn có sương mù bay lên. Cái kia Thận Long giấu ở đâu? Nó thực lực rất cường đại sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Bạch Long tỷ tỷ suy nghĩ một chút nói, còn có loại khả năng. Tống Thư Hàng. Bạch Long tỷ tỷ nói, cái kia Thận Long nói không chừng ngụy trang thành nguyên liệu nấu ăn, tiếp đó thực bị Biệt Tuyết tiên cơ cắt làm đồ ăn. Tống Thư Hàng, ha ha. Nếu không, không cách nào giải thích bây giờ trạng thái. Ta có thể cảm ứng được Thận Long khí tức, thế nhưng ta không cách nào tập trung hắn cụ thể ở địa phương nào. Bạch Long tỷ tỷ nói khẽ. Tống Thư Hàng, cái kia, Thận Long còn dễ phục sinh sao? Nếu quả thật bị cắt làm đồ ăn, cái kia trên căn bản là xong đời. Vận khí tốt lời nói, Long Châu như còn đang ở, nói không chừng còn có cơ hội sống lại. Bạch Long tỷ tỷ nói. Tống Thư Hàng. Vũ Nhu Tử, Tống Tiền Bối. Tống Thư Hàng, làm sao vậy? Vũ Nhu Tử, Tống Tiền Bối hì hì, Tống Tiền Bối. Tống Thư Hàng. Vũ Nhu Tử trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, Tống Tiền Bối. Tống Thư Hàng. Vũ Nhu Tử xem ra cũng xa vào đến thận khí huyễn thuật trong thế giới đi. Bất quá, nàng đến cùng mơ tới cái gì? Vì sao một mực ở gọi hắn? Tống Thư Hàng tim đập không khỏi nhanh hơn vỗ. Tống Tiền Bối không muốn chết à? Vũ Nhu Tử dùng sức phất tay, đón lấy, nàng lại yên tĩnh ngồi xuống, không nói một tiếng. Tống Thư Hàng, không gạch dưới không. Vọng Thiên,
Vũ Nhu Tử, ngươi đến cùng mơ tới cái gì chuyện đáng sợ? Vũ Nhu Tử vừa an tĩnh lại, bên cạnh Hoàng Sơn Tiền Bối cười ha ha, đây mới là ta nghĩ muốn, Cửu Châu Nhất Hào Quần, phong cách vẽ a. Tam Lãng, Đồng Quái, mọi người mỗi ngày đều muốn thật tốt giao lưu tu luyện kinh nghiệm, mỗi ngày nói chuyện sông động phủ tâm chịu, nói chuyện đạo tâm trải qua, chẳng phải khoái chăng? Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu. Hoàng Sơn Tiền Bối chờ mong nguyện vọng thấp đến làm cho người ta lòng chua xót, hắn chỉ là nghĩ muốn, Cửu Châu Nhất Hào Quần, phong cách vẽ bình thường điểm, đặc biệt là trong nhóm Tam Lãng cùng Đồng Quái, không muốn mỗi ngày tìm đường chết. Nhưng rõ ràng là thấp như vậy độ khó nguyện vọng, muốn thực hiện lại chỉ có thể tại trong mộng, tâm thật chua. Lệ Chi Tiên Tử, a à ha ha ha, rốt cuộc để ta lăn lộn thành nhân viên quản lý. Từ hôm nay trở đi, các ngươi tất cả đều cho ta cải danh tự. Bắc Hà, từ hôm nay trở đi ngươi gọi Hà Duẩn đạo nhân. Hiến Công cư sĩ, ngươi đổi thành Sầu Riêng Nổ Tung cư sĩ. Lạc Trần chân quân, ngươi đổi thành Lạc Qua chân quân. Tất cả đều cho ta đổi tên, ha 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 ha. Không nghĩ tới Lệ Chi Tiên Tử đối với chính mình đạo hiệu oán niệm lớn như vậy. Hơn nữa, Lệ Chi Tiên Tử hơi bất cẩn bại lộ trong lòng tham vọng. Nàng nghĩ lăn lộn thành nhân viên quản lý, đem trong nhóm tất cả mọi người đạo hiệu đều sửa một lần. Ngoại trừ Cửu Châu Nhất Hào Quần, thành viên trừ ra, sát phách mỗi một cái bàn bên trên, thực tiên yến những khách nhân cũng đều tại gieo hò bản thân mộng cảnh nội dung. Sư phụ, ta rút cuộc tìm được ngươi chuyển thế chi thân. Thời gian nghìn năm, ta rút cuộc tìm được ngươi rồi. Ô ô ô, từ hôm nay trở đi, ngươi liền là đệ tử của ta. Ta sẽ giống như ngươi năm đó dạy bảo ta, dụng tâm dạy bảo ngài chuyển thế. Đến, chúng ta trước theo thối thể quyền pháp bắt đầu, tư thế muốn chính xác, sai rồi lời nói. Đừng trách phi sư đem ngươi phân đều đánh ra tới đây. Ha ha, cơ hội tới. Từ hôm nay trở đi ta tuyên bố muốn trở thành một gã thương thần, kiếm thuật loại vật này, người nào yêu thương luyện người nào luyện đi. Thương mới là vương đạo, ta là muốn trở thành ba cái bàn trải nam nhân. Linh thạch, vô số linh thạch, từ hôm nay trở đi. Ta nên vì bản thân chế tạo một tòa toàn bộ từ linh thạch cấu thành cung điện, liền bồn cầu cùng giấy vệ sinh đều là linh thạch chế tác mà thành. Biệt Tuyết Tiên Tử, hôm nay chính là chúng ta đại hôn thời gian, ngươi. Vui vẻ sao? Chúng sinh muôn màu, mỗi người trong lòng, đều có thuộc về mình mộng. Kỳ quái, ta cũng đồng dạng ăn, bách thú đại thiên tỷ ta cũng không có tiến nhập, thận khí mộng ảo thế giới, bên trong. Tống Thư Hàng hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Nhưng vừa nói xong, hắn đột nhiên nhớ tới một cái khả năng. Tiến nhập đến thận khí mộng ảo thế giới, người, nhưng không biết mình đã tiến nhập thận khí mộng cảnh. Nói không chừng, nhìn như thanh tỉnh bản thân, đã sớm tiến nhập đến trong mộng cảnh. Bản thân nhìn thấy tất cả mọi người bị thận khí ảnh hưởng hình ảnh, mới là hắn nhìn đến thận khí mộng cảnh thế giới. Mọi người đều say mình ta tỉnh tình huống, nói không chừng muốn ngược lại trái ngược. Ngộ nhớ toàn bộ thực tiên yến mọi người không có việc gì. Liền một mình hắn trúng chiêu, có thể hay không tất cả mọi người tại vây xem ăn nói bậy bạ hắn. Ngẫm lại cũng cảm giác lúng túng. Đúng rồi, Bạch Tiền Bối. Nhìn xem bên cạnh Bạch Tiền Bối sẽ có phản ứng gì. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, hướng Bạch Tiền Bối nhìn lại. Lúc này, Bạch Tiền Bối đang bình tĩnh duỗi ra chiếc đũa, lại gắp một khối, bách thú đại thiên tỷ, xương sườn, vui thích bắt đầu ăn. Thấy Tống Thư Hàng ánh mắt về sau. Bạch Tiền Bối để đũa xuống, tại sao phải nhìn chằm chằm vào ta xem? Bạch Tiền Bối, ngươi không có bị thận long khí tức ảnh hưởng. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Chịu ảnh hưởng nữa à, bất quá lúc trước ăn quá ít, dược hiệu chưa đủ, vì vậy ta đây không phải đang chuẩn bị ăn nhiều một chút, nhìn xem tự ta có thể mơ tới cái gì thú vị đồ vật. Bạch Tiền Bối trả lời. Thận long cùng, ác mộng, vẫn có khác nhau. Ác mộng sẽ hấp thu mọi người tinh lực. Mà thận long hấp thu chính là chỉ có chúng nó có thể sử dụng đặc thù lực lượng. Bình thường mà nói, thận long mộng ảo thế giới cũng không biết đối với người tạo thành thương tổn. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hắn lại nhìn hướng Bạch Long tỷ tỷ, Bạch Long tỷ tỷ, ta bây giờ là tỉnh còn là thận long trong mộng cảnh. Tỉnh, bất quá lập tức ngươi muốn không chịu nổi. Bạch Long tỷ tỷ bình tĩnh nói. Ta cũng muốn không chịu nổi. Vậy ta còn không có tiến nhập, thận long mộng cảnh, rồi. Bạch Long tỷ tỷ, nếu là ta công đức ánh sáng đi ra, ta có thể hay không nhiều chống đỡ một lát? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Hắn có chút muốn biết, Bạch Tiền Bối, lâm vào thận long mộng cảnh về sau, sẽ mơ tới chút gì đó này nọ. Không cần chờ ta, lúc này,
Bạch tiền bối cười nói, ta còn muốn thật lâu, người đi trước Thận Long mộng cảnh chơi một lát đi. Bạch tiền bối vừa dứt lời, Tống Thư Hàng cũng cảm giác ý thức một mảnh hoảng hốt. Bất quá một cái hoảng hốt về sau, Tống Thư Hàng cảm giác mình lại rất nhanh bình phục thanh tỉnh. Thực tiên yến như trước đang tiếp tục. Thận Long ảo cảnh lực lượng cũng bắt đầu tiêu tán, thực tiên yến lên những khách nhân đều một mặt thỏa mãn thần sắc. Mọi người đều tại suy đoán đạo này, Bách Thú Đại Thiên Tỷ có phải hay không là biệt tuyết tiên cơ cho mọi người kinh hỉ. Sau đó, thực tiên yến lên đồ ăn dòng nước đi lên, mỗi một đạo đều có được lấy không kém gì, Bách Thú Đại Thiên Tỷ đặc sắc tốt đẹp vị. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy lần này thực tiên yến sau khi kết thúc, hắn ít nhất phải đã nhiều năm ăn không vô những vật khác. Ngoại trừ biệt tuyết tiên cơ chủ nghệ bên ngoài, những vật khác hiện tại nhớ lại, đều nhạt như nước ốc. Thực tiên yến sau khi kết thúc, như cũ là tiểu trong suốt trạng thái Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử cùng một chỗ trở về Văn Châu Thị. Tô Thị A Thập Lục vẫn chưa có tỉnh lại, Tống Thư Hàng đem thực tiên yến lên đồ vật cho nàng đóng gói mang về. Kỳ quái, luôn cảm giác lần này thực tiên yến kém một chút cái gì. Tống Thư Hàng sờ sờ cằm nói. Bất quá, không nghĩ ra. Sau đó cùng hắn đoán, bởi vì tiểu trong suốt, ảnh hưởng càng lúc càng lớn, mùng 10 tháng 10 cái ngày đó. Những thứ khác mấy vị huyền thánh đều quên cùng ước định của hắn. Tống Thư Hàng nhìn một ngày TV. Bởi vì tiểu trong suốt trạng thái, hắn thậm chí ngay cả đi học đều không cần đi. Đi lão sư cũng không nhớ được hắn, cũng nhớ không nổi hắn. Vậy là, Tống Thư Hàng bắt đầu khắc khổ tu luyện. Hắn ngày luyện, tháng luyện, năm luyện. Năm tháng cực nhanh. Đảo mắt liền là 50 năm đi qua. Tống Thư Hàng thành công tấn chức lục phẩm chân quân. Hơn nữa thông qua 50 năm thời gian, hắn nắm giữ rộng lượng tu chân tri thức. Chân chính đã thành một vị tri thức cùng cảnh giới xứng đôi tiền bối. Đồng thời tại 50 năm sau, một kiện lại để cho hắn mừng rỡ sự tình đã xảy ra trên người hắn tiểu trong suốt trạng thái rốt cuộc bị giải trừ. Vậy là, Tống Thư Hàng vui vẻ leo lên Cửu Châu nhất hào quần bên trong. Trong nhóm, hắn nickname không còn là để chống, mà là đã lâu bá Tống hai chữ. Hoàng Sơn tiền bối. Ta tấn chức chân quân á, hơn nữa 50 năm thời gian tích lũy, ta đã nắm giữ đầy đủ tri thức. Ta hiện tại cũng là xứng đáng cái tên tiền bối nhân vật. Tống Thư Hàng vui vẻ nói. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, Tống Tiểu Hữu, người rốt cuộc trưởng thành. Hôm nay, tu vi của ngươi cùng lúc ấy vừa thêm bạn vào trong nhóm ta đây đã bằng nhau, ngươi cũng đã trở thành đáng tin tiền bối. Tống Thư Hàng, đúng vậy, Hoàng Sơn tiền bối. Vì vậy, chúng ta trong nhóm lúc nào có người mới gia nhập sao? Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, kỳ thật mấy năm này, ta một mực không có thời gian xử lý cái này quần. Người mới xin phép ta cũng tốt vài năm không có đi xem. Ta vừa rồi suy nghĩ một chút, ta đây cái quần chủ cũng là lúc thoái vị. Quyết định rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Cửu Châu nhất hào quần, quần chủ. Dứt lời, Hoàng Sơn chân quân đem, quần chủ, thân phận chuyển cho Tống Thư Hàng. Tống Tiểu Hữu, từ hôm nay trở đi, người muốn thật tốt quản lý cái này quần. Người mới xin phép, cũng từ ngươi tới xử lý. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu nói. Sau khi nói xong, đem hắn bản thân nickname đổi thành, Hoàng Sơn rốt cuộc về hưu. Ta đã thành, Cửu Châu nhất hào quần, quần chủ. Chương 1429, người đợi đấy, ta đi đem lão đại của chúng ta đổi lấy. Tại lên làm, Cửu Châu nhất hào quần. Quần chủ trong nháy mắt, Tống Thư Hàng cảm giác được một loại nặng nề sứ mạng cảm giác đặt ở trong lòng. Hít sâu, Tống Thư Hàng đem bản thân quần danh thiếp đổi thành bá đao Tống nhất. Bởi vì bá Tống cái này đạo hiệu, dễ dàng làm cho người ta nhớ tới bá Nho, do đó nhớ tới một ít không hồi ức tốt đẹp. Tuy rằng mới đạo hiệu có thể là 50 năm bên trong mới ra đời, nhưng vì để ngừa ngộ nhớ, vì bảo trì bản thân tiền bối phong phạm, quần danh thiếp nhất định sửa một chút. Đón lấy. Hắn đưa tay ấn mở quần thêm người giao diện, xem vào quần xin phép. Hoàng Sơn tiền bối gần nhất tựa hồ thật bề bộn nhiều việc, hơn nữa mặt khác nhân viên quản lý cũng bề bộn nhiều việc, có mấy cái vào quần xin phép đều không có giải quyết. Cái cuối cùng xin phép thêm quần chính là một vị kêu Tử Hòa Thượng thiếu niên. Hoàng Sơn tiền bối, ta đã xin phép thêm quần 3 năm, nhanh thêm ta à? Tử Hòa Thượng nhắn lại nói, xem ra, hắn đã lặp đi lặp lại tăng thêm nhiều lần. Nhưng một mực không có thông qua xin phép. Tống Thư Hàng mỉm cười, ấn vào, gia nhập thành viên trong quần. Thấy mới tiểu đạo hữu vào quần,
Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, hắn nhớ tới bản thân năm đó mới vào quần tình huống, chỉ chớp mắt đã là hơn 50 năm trước chuyện a. Khi đó, còn là mới sinh bản thân, đối với tu chân rốt đặc cán mai. Nếu như không có dược sư cái kia, cải tiến bản thối thể dịch cách điều chế, nếu như không có Tô Thị A thập lục độ kiếp, nếu như không có Vũ Nhu Tử gửi tới cái kia một dương thối thể dịch dược liệu, Tống Thư Hàng không biết năm nào tháng nào mới có thể bước vào con đường tu chân đây. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Tửu Hòa Thượng, ha 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 ha, Hoàng Sơn tiền bối, người rốt cuộc thêm ta vào quần á. Tiểu Đạo Hữu, thêm bạn vào quần không phải Hoàng Sơn tiền bối, là ta. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Rốt cuộc có một vị mới đạo hữu thêm quần, đây là hắn lần đầu tiên lấy chân chính, tiền bối, thân phận tới đón tiếp tiểu đạo hữu. Hắn muốn làm như thế nào, mới có thể lộ ra có tiền bối uy nghiêm. Ồ, cái kia Hoàng Sơn tiền bối đây, Tửu Hòa Thượng nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng mỉm cười, Hoàng Sơn tiền bối đã về hưu, hôm nay ta mới là Cửu Châu Nhất Hào quần quần chủ. Tửu Hòa Thượng, sau một lúc lâu, Tửu Hòa Thượng, cái kia Bá Đao tiền bối. Người rất lợi hại phải không? Có lẽ coi như lợi hại đi, Tống Thư Hàng nói. Lục phẩm chân quân, lúc ấy Hoàng Sơn tiền bối thêm hắn vào quần lúc, cũng là cảnh giới này, đồng dạng bị toàn bộ quần đạo hữu kính trọng. Tửu Hòa Thượng, cái kia Bá Đao tiền bối, người tấn chức nhị phẩm cảnh giới thời gian dùng bao lâu? Ta chỉ dùng 3 năm thời gian liền thành công dược long môn, tấn chức nhị phẩm. Sau đó lại dùng 8 năm thời gian liền đột phá nhị phẩm, tấn chức tam phẩm. 3 năm nhị phẩm, lại qua 8 năm tấn chức tam phẩm, đây đã là Bắc Hà tán nhân trong miệng, tiền đồ không thể hạn lượng, cấp bậc thiên tài. Tống Thư Hàng nhớ lại một chút bản thân, hắn tấn chức tốc độ tuy rằng cùng Nho Gia rất sâu thánh nhân cùng với thiên đế không cách nào so sánh được, nhưng hắn cũng dùng nửa tháng thời gian tấn chức nhị phẩm, tiếp đó lại dùng chừng một tháng thời gian, tấn chức tam phẩm. Nếu như thì cứ như vậy nói ra, sẽ thoáng lộ ra có chút đả kích người. Vậy là... Bá Đao Tống Nhất bình tĩnh nói, những thứ này chuyện cũ, không có gì hay nói. Bá Đao tiền bối, ngươi không có nói, ta sao có thể biết rõ ngươi rất lợi hại. Tửu Hòa Thượng nói, ừ, ngươi nhất định muốn biết, Tống Thư Hàng cười khổ nói. Tửu Hòa Thượng, nhất định. Ta à, năm đó dùng nửa tháng thời gian tấn chức nhị phẩm. Tiếp đó lại qua một tháng, tấn chức tam phẩm cảnh giới. Tống Thư Hàng trả lời. Tửu Hòa Thượng, một lát sau. Tửu Hòa Thượng, người gạt người. Gạt người là chó nhỏ. Tống Thư Hàng trả lời. Gâu, cắn người a, một cái ai đi là, ta có một cái sở sở hậu cung, đạo hữu cả giận nói. Ừ, nhìn tên đã biết rõ, đây là đậu đậu. Tửu Hòa Thượng, trên thế giới này không có khả năng có người tấn cấp nhanh như vậy, nửa tháng nhị phẩm, lại một tháng tam phẩm. Không tồn tại. Thiếu niên, đây chính là sự thật, ta có một cái sở sở hậu cung trả lời. Bắc Hà tán nhân, a, mới tới thiếu niên, cái này quần rất lâu không có người mới gia nhập a. Bổn tọa vừa rồi đi tưới nước, không có trước tiên trả lời. Để ta nhìn xem nói chuyện phiếm ghi lại, các ngươi đều hàn huyên mấy thứ gì đó. Một lát sau, Bắc Hà tán nhân, tiểu đạo hữu, thế giới này là rất bao la. Bổn tọa lại nói cho ngươi sự kiện, sau đó, Bá Đao đạo hữu lại dùng một tháng tấn chức tứ phẩm, sau đó nửa tháng liền tấn chức ngũ phẩm. Không có khả năng. Cái này nhất định là đang nằm mơ. Ta nhất định tăng thêm cái giả dối Cửu Châu Nhất Hào quần. Tửu Hòa Thượng nói. Một lát sau, Tửu Hòa Thượng rời khỏi quần, tu chân nói chuyện phiếm quần. Tống Thư Hàng. Thất tu tôn giả. Chuyện gì xảy ra, mới đạo hữu mới vừa vào quần làm sao lại lui. Hoàng Sơn tiền bối cũng một mặt nghi hoặc. Là Bá Đao đạo hữu người đả kích đến người mới. Cuồng Đao Tam Lãng nói. Bá Đao đạo hữu. Ngươi nghĩ trở thành một hợp cách đại tiền bối, còn kém xa. Tô Thị A Thất nói. Tống Thư Hàng. Hắn mở chừng hai mắt, tiếp đó mơ mơ màng màng tỉnh lại. Tiếp đó, hắn phát hiện mình đang ngồi ở Giang Nam Đại học thành trong phòng học. Ồ, đã xảy ra chuyện gì? Ta không phải đã trở thành Cửu Châu Nhất Hào quần quần chủ sao? Ta không phải vất vả tu luyện 50 năm sao? Vì sao còn sẽ trong phòng học? A, à, nguyên lai là đang nằm mơ a. Sách, vậy mà mơ tới bản thân đã trở thành Cửu Châu Nhất Hào quần quần chủ, thiệt là. Tống Thư Hàng lau khóe miệng nước miếng. Ta vậy mà sẽ có mưu quần xoán vị ý tưởng, thiệt là. Lắc đầu về sau, Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện mình trước người có một tấm bài thi. Vọng Thiên, ta đang thi bên trong. Chờ một chút,
để ta vuốt một vuốt trí nhớ. Ta nhớ được ta là vừa ăn xong thực tiên yến, tiếp đó ta tiểu trong suốt thời gian còn chưa kết thúc, vì sao ta sẽ xuất hiện trong phòng học khảo hạch. Tính, bất kể như thế nào, tiên khảo thử đi. Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn về phía bài thi. Không tốt, gần nhất một mực ở tu tiên, liền học tập thời gian cũng không có. Những thứ này bài thi lên đề mục hắn tất cả đều sẽ không, làm sao bây giờ? Muốn sao chép các học sinh đề mục sao? Hi hi, chớ xem thường một vị tu sĩ thủ đoạn a. Công đức xà mỹ nhân, hiện thân đi, tiếp đó cùng ta thị giác chia sẻ, đi giúp ta xem một chút phía trước đồng học bài thi đi. Chờ cuộc thi lần này sau khi kết thúc, ta muốn tranh thủ học tập tốt nữa nha. Học tập làm cho người ta vui vẻ. Học tập mới có tương lai. Người không học tập lời nói, cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau. Thật vất vả, đi tắt xong bài thi. Khảo hạch sau khi kết thúc, Tống Thư Hàng hãy tiến vào đến vui vẻ học tập hình thức bên trong. Hắn bắt đầu nghiêm túc học tập, đắm chìm tại tri thức trong hải dương. Hắn buổi sáng học tập, buổi tối học tập, buổi trưa thể thời gian cũng thường xuyên ngồi xổm trong tiệm sách, mỗi ngày qua phong phú lại mỹ mãn. Tiếp đó, không biết hoa mắt bao lâu, Tống Thư Hàng tại một tòa cung điện hoa lệ bên trong ngồi xuống, mở mắt. Kỳ quái, gần nhất làm sao đột nhiên nhớ lại tốt mấy ngàn năm trước chuyện. Tống Thư Hàng sờ sờ cằm, nói khẽ theo lý, ta đã là trường sinh giả cảnh giới, làm sao sẽ đột nhiên nhớ lại năm đó thực tiên yến tình huống, cùng với học tập thời gian tình huống. Trường sinh giả Tống Thư Hàng theo trong cung điện đi ra. Hắn đi vào phía ngoài cung điện trên bậc thang. Dưới bậc thang tạo lối thoát là trắng noãn tầng mây, tòa cung điện này lơ lửng ở trên 9 tầng trời. Tống Thư Hàng nhìn qua phía dưới Bạch Vân, xa vào đến trong trầm tư. Cũng không biết trải qua bao lâu. Hắn đột nhiên nở nụ cười, trường sinh giả Tống Thư Hàng. Trở thành một vị đáng tin tiền bối, chỉ bảo hậu bối tu luyện. Đây là hắn một cái nhỏ nguyện vọng. Nghiêm túc học tập, mỗi ngày có xem không xong sách, có học không hết tri thức. Đây là hắn thật lâu phía trước triển thích. Trở thành một vị trường sinh giả, từ nay về sau thọ nguyên không còn là hạn chế. Thậm chí bố trí, phục sinh thủ đoạn, về sau, cho dù chết, cũng có cơ hội theo trong năm tháng trở về. Đây là hắn trước mắt mục tiêu cuộc sống. Chư thiên vạn giới tu luyện giả, điểm cuối, là thiên đạo, trở thành bất hủ bất diệt tồn tại thiên địa mục nát mà ta bất hủ, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt. Thế nhưng... Tống Thư Hàng tiếp xúc qua quá nhiều cùng, thiên đạo, có quan hệ sự tình cùng vật. Đệ nhị thiên đạo lưu lại, mở to mắt con người tinh cầu. Đệ tam thiên đạo ban văn long thiên đạo cửu u chúa tể chi thân, hạch tâm thế giới, tà liên cùng kim liên thế giới, cửu tu phượng hoàng đao. Còn có cửu u chúa tể, bạch tiền bối. Cùng với cửu u chúa tể quả cầu kim loại lỏng, còn có thiên đạo hình cầu. Tống Thư Hàng mơ hồ có thể đoán ra, thiên đạo, vị trí, rất có thể có vấn đề. Bằng không mà nói, vì sao nhiều như vậy vị thiên đạo, đều tại nghiên cứu thoát ly thiên đạo phương pháp. Bất quá, cũng có khả năng thiên đạo là một cái, đá đặt chân chỉ có leo lên thiên đạo vị trí về sau, mới có thể thấy cao hơn, xa hơn cảnh giới cùng cấp độ. Thế nhưng, thiên đạo tại rộng rãi tầm mắt đồng thời, lại sẽ trở thành tu sĩ trói buộc. Vì vậy, nhiều như vậy vị thiên đạo, tại lựa chọn thoát ly thiên đạo về sau, còn sẽ lưu lại một chút ít chuẩn bị ở sau. Có lẽ thiên đạo nhóm đang chờ đợi thời cơ, bước lên so với, thiên đạo, cao hơn cấp độ. Nhưng vô luận thiên đạo là có, hố, còn là, đã đặt chân tại đối thiên đạo cũng không đủ hiểu rõ lúc trước, Tống Thư Hàng mục tiêu cuối cùng, cũng sẽ không là thiên đạo. Đã không trở thành thiên đạo, cái kia trở thành, trường sinh giả, liền là trước mắt hắn tu luyện mục tiêu. Ba đoạn khác nhau trải qua, đại biểu cho ta ba cái mộng tưởng. Ngoại trừ cái thứ ba. Phía trước hai cái thật đúng là nhỏ bé a. Tống Thư Hàng nở nụ cười. Nhỏ bé nguyện vọng cũng tốt, bản thân hắn cũng không phải là cái gì vĩ đại nhân. Như vậy, cũng là lúc kết thúc đi. Thận Long huyễn tưởng thế giới. Tống Thư Hàng nói. Ngươi sẽ không có mặt khác càng vĩ đại điểm nguyện vọng sao? Không có mặt khác càng nghĩ hưởng thụ đồ vật sao? Một thanh âm tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Cái thanh âm kia bên trong tràn đầy không cam lòng. Chính như Tống Thư Hàng bản thân theo như lời, phía trước hai cái nguyện vọng, thật sự quá nhỏ bé đến Thận Long căn bản không cách nào theo bên trong đạt được càng nhiều nữa, lực lượng. Mà cái cuối cùng nguyện vọng, trở thành trường sinh giả, ngược lại không tệ. Thế nhưng, cái cuối cùng nguyện vọng thời gian quá ngắn. Trường sinh giả Tống Thư Hàng nhân sinh còn chưa bắt đầu, liền kết thúc.
tạm thời dường như đã không có. Tống Thư Hàng nói, người không có mộng tưởng, còn sống cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau? Người lại suy nghĩ thật kỹ a, vô luận là nguyện vọng gì, đều có thể thực hiện a. Coi như là đang ở trong mộng thật tốt phóng túng một chút bản thân. Vì vậy, cho dù là một ít không cách nào mở miệng bóng mở nguyện vọng, cũng có thể thực hiện a. Bởi vì nơi này là mộng cảnh, là ảo tưởng thế giới. Huyễn tưởng trong thế giới không có pháp luật ước thúc, cái thanh âm kia không cam lòng nói. Tống Thư Hàng cười khan một tiếng, khả năng, ta thực chỉ là cá ướp muối đi. Cái thanh âm kia dừng lại sau nửa ngày, người đợi đấy, thay người, ta đi đem tộc trưởng đổi lại đến. Chương 1430, Sù Lông Tiểu Bạch. Cái gì, tộc trưởng? Lại vẫn có thể trên đường đổi Thận Long. Nói cách khác, thực tiên yến đạo này, bách thú đại thiên tỷ, món chính bên trong, cất giấu không chỉ là một cái Thận Long, mà là một cái Thận Long chủng quần. Mặt khác, cái này trên đường đổi Long muốn làm sao đổi? Tống Thư Hàng đối với vấn đề này rất để trong lòng a. Thận Long sẽ ngụy trang thành các loại mỹ thực, bị người ăn vào bụng đi. Thế nhưng, Thận Long như thế nào theo trong cơ thể con người đi ra, một mực là một cái mê a. Thận Long đạo hữu, ngươi không thông báo một chút như thế nào trên đường đổi Long, trong nội tâm của ta rất sợ a. Tống Thư Hàng vội vàng nói, chờ một chút xuống, có thể nói cho ta biết một chút, trong các ngươi đổi Long quá trình sao. Thế nhưng, cái kia tại hắn bên tai vang lên thanh âm đã biến mất không thấy gì nữa. Thận Long rời đi. Tống Thư Hàng trong lòng càng luống cuống. Hắn chắp tay tại sau lưng, nhìn qua cung điện bên ngoài tầng mây. Một lát, Thận Long tộc trưởng muốn làm sao tiến đến. Lại muốn như thế nào kèm theo đến trên người hắn tới đây. Làm cho đạo hữu đợi lâu, nhà ta hậu bối học nghệ không tinh, không thể làm cho đạo hữu tiến nhập một cái hài lòng thận khí huyễn tưởng thế giới, thật sự là ta dạy bảo vô phương. Đạo hữu, chúng ta đây lại tới qua. Lúc này, một cái hồn một lần nữa thanh âm vang lên. Tộc trưởng đạo hữu đã nhập đến trên người ta, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Thoáng bỏ ra chút thời gian, làm cho đạo hữu đợi lâu. Thận Long tộc trưởng cười nói. Tống Thư Hàng, cái kia, có thể nói cho ta biết một chút, tộc trưởng đạo hữu ngươi như thế nào tiến nhập trong cơ thể ta? Rất đơn giản, đạo hữu ngươi còn chịu thận khí ảnh hưởng, tại ngủ say trạng thái. Ta chỉ cần thu nhỏ là hạt cát lớn nhỏ, trốn vào đạo hữu trong miệng liền được. Thận Long tộc trưởng trả lời, thời gian không nhiều, đạo hữu chúng ta tiếp tục bắt đầu, thận khí huyễn tưởng thế giới, mới lữ trình đi. Chờ, tộc trưởng đạo hữu người đợi lát nữa xuống, ta còn có cái cuối cùng vấn đề. Tống Thư Hàng vội vàng nói, đạo hữu, các ngươi theo tu sĩ trong cơ thể đi ra thời gian, như thế nào đi ra ngoài? Vấn đề này rất trọng yếu. Ha ha, đạo hữu nguyên lai để trong lòng chính là vấn đề này a. Cái này kỳ thật không phải là cái gì bí mật. Chỉ là của ta tộc luôn luôn rất ít cùng tu luyện giả trực tiếp giao lưu, vì vậy có rất ít người biết chuyện này. Kỳ thật, tộc của ta chỉ cần làm cho người ta tại thần khí huyễn tưởng thế giới, ở bên trong lấy được thỏa mãn về sau, chúng ta có thể theo tu luyện giả trên thân phản hồi nhận đến chỉ có chúng ta có thể sử dụng, thận năng loại này đặc thù năng lượng có thể làm cho chúng ta tiến nhập, linh thể hóa, trạng thái. Cùng với công đức thân thể giống nhau, có thể tùy ý theo thân thể người bên trong trốn rời. Thận Long tộc trưởng giải thích nói. Thì ra là thế, Tống Thư Hàng nghe vậy, trong lòng đại định. Thận Long tộc trưởng mỉm cười. Thận khí huyễn tưởng trong thế giới, Tống Thư Hàng trong cung điện sương mù biến càng nồng nặc lên, bạch vân bốc lên, đem chọn cái cung điện bao bọc trong đó. Tống Thư Hàng thế giới biến thành một mảnh trắng xóa thế giới. Mỗi người đều có giấc mộng của mình, mà chúng ta Thận Long nhất tộc am hiểu nhất đem người nguyện vọng trong lòng cùng mộng tưởng đào móc đi ra, cùng tại trong mộng cảnh đem hắn thực hiện. Bất quá bởi vì một ít trẻ tuổi Thận Long tu vi có hạn, vì vậy bọn hắn có thể đào móc đi ra mộng tưởng đều là tu luyện giả tầng ngoài mộng tưởng. Mà giống như ta vậy lão Long, có thể đem mọi người trong đáy lòng tất cả mộng tưởng đều đào móc đi ra. Thậm chí không chỉ có là mộng tưởng cùng nguyện vọng, tu luyện giả trong lòng có cái gì tốt ngạc nhiên sự tình, chúng ta cũng có thể đem hắn đào móc đi ra, tại trong mộng cảnh suy diễn ra một đáp án tới đây. Thận Long tộc trưởng thanh âm tiếp tục vang lên. Lợi hại như vậy. Tống Thư Hàng có chút kinh ngạc nói. Bởi như vậy, tu luyện giả tại Thận Long trước mặt, chẳng phải là không hề bí mật đáng nói. Bất quá bình thường chúng ta sẽ không làm như vậy, bởi vì đào móc quá sâu lời nói, ngộ nhỡ lại để cho có chút lợi hại ra hỏa thẹn quá hóa giận, sẽ chọc cho lên đại phiền toái. Thận Long tộc trưởng thanh âm lại chậm rãi nói. Ừ,
Kỳ thật hắn đây là ở khoác lác bức, Thần Long nhất tộc năng lực, cũng không có như vậy nghịch thiên. Bọn hắn có thể dẫn dắt ra tu luyện giả nguyện vọng trong lòng cùng mộng tưởng, cùng án lấy tu luyện giả muốn phương thức, đem chúng nó bện thành mộng. Mà đào móc sâu trong tâm linh tò mò sự tình, chỉ sợ phải Thần Long tộc trưởng kẻ sống cấp bậc tồn tại đến, mới có thể giải quyết. Thần Long tộc trưởng đây là thông qua khoác lác bức phương thức, lại để cho Tống Thư Hàng buông lỏng tâm linh của mình, tiếp đó hắn thật dẫn dắt ra Tống Thư Hàng sâu trong tâm linh nguyện vọng. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, chỉ cảm thấy Thần Long tộc trưởng châu vãi. Thần Long tộc trưởng toàn lực thi triển lực lượng của mình, ảnh hưởng Tống Thư Hàng tâm linh. Đồng thời, hắn còn thông qua tộc trưởng quyền lực, liên thông Tống Thư Hàng chung quanh, Cửu Châu Nhất Hào quần các thành viên mộng cảnh. Chung quanh những thành viên này, đã cùng Tống Thư Hàng ngồi cùng một chỗ, cái kia có lẽ có thể theo những thành viên này trong mộng cảnh nhận đến một ít manh mối, do đó phỏng đoán ra Tống Thư Hàng mộng tưởng cùng nguyện vọng tới đây. Một lát sau, Tống Thư Hàng bên cạnh sương mù màu trắng toàn bộ tản đi. Sau đó, cung điện biến mất, màu trắng sương mù biến thành một cái to lớn sa mạc. Tống Thư Hàng mơ mơ màng màng xuất hiện tại trong sa mạc. Đồng thời chịu lấy thần khí ảnh hưởng, Tống Thư Hàng lần nữa nhập vai đến nơi này giấc mộng cảnh bên trong. Mộng cảnh loại vật này rất kỳ diệu, có đôi khi mộng coi như là lại hoang đường, thân ở tại trong mộng bản thân, luôn cảm giác tất cả đều là hợp lý. Tại Thần Long tộc trưởng lực lượng toàn lực ảnh hưởng, Tống Thư Hàng lúc này thân phận biến thành một vị trong sa mạc hành trình người. Hắn xuất hiện trong sa mạc. A, kỳ quái, vì sao ta sẽ trong sa mạc? Ta tại mạo hiểm sao? Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Hắn không nhớ nổi tại sao mình lại đột nhiên lựa chọn đến trong sa mạc mạo hiểm. Bất quá tính, dù sao đã trong sa mạc, vậy kế tiếp muốn làm chuyện trọng yếu nhất, liền là tìm một chỗ nguồn nước rồi a. Tống Thư Hàng nói. Đây chính là Thần Long thần khí ảnh hưởng năng lực. Tiếp đó, Tống Thư Hàng bắt đầu trong sa mạc hành tẩu. Như thế nào mới có thể trong sa mạc tìm kiếm nguồn nước? Quỷ mới biết đây. Dù sao hắn hiện tại dọc theo một cái thẳng tắp, trong sa mạc hành tẩu. Cũng không biết đi lại dài hơn đường. Miệng khát quá, hơn nữa cái mảnh này sa mạc quá đơn điệu rồi a. Tống Thư Hàng nói. Vô luận đi bao lâu rồi, bên cạnh vĩnh viễn là cát vàng một mảnh, không có thực vật, không hề động vật. Ngoại trừ cát vàng bên ngoài không còn có cái gì, một mảnh tĩnh mịch. Dạng này đơn điệu thế giới, ngốc lâu rồi, dễ dàng làm cho người ta thần kinh tan vỡ. Thời điểm này, nếu như có thể đến bằng hữu thì tốt rồi, hai người cùng một chỗ lời nói, cũng sẽ không như vậy tịch mịch. Tống Thư Hàng nói, đang lúc hắn ý niệm trong đầu như vậy khẽ động, nguyện vọng của hắn liền có được thực hiện. Xa xa, truyền đến một hồi lục lạc chuông thanh âm, có một đạo thân ảnh hướng Tống Thư Hàng tới gần. Hắc gừng càng già càng cay, Thần Long tộc trưởng nhếch miệng lên trẻ tuổi Thần Long chỉ biết một vị theo mặt ngoài thỏa mãn tu luyện giả mộng tưởng. Thế nhưng, nếu như gặp gỡ một ít thanh tâm quả dục tu luyện giả, trẻ tuổi Thần Long liền sẽ có lực không chỗ dùng. Nhưng trên thực tế, nếu quả thật gặp gỡ thanh tâm quả dục tu luyện giả, cái kia Thần Long hoàn toàn có thể chế tạo, mộng tưởng, a. Đối phương không có mộng tưởng, vậy cho đối phương chế tạo, mộng tưởng, nguyện vọng, cơ hội. Tựa như hiện tại. Tại cô đơn lạnh lẽo trong sa mạc, một người hành tẩu, đi lâu rồi, Tống Thư Hàng liền sẽ bản năng muốn có cá nhân đến bồi bồi hắn. Cái này chính là một cái, nhỏ nguyện vọng. Này suy ra, một bộ mộng cảnh đi xuống, có thể thu hoạch đại lượng, thận năng. Thật sự có người đến, Tống Thư Hàng thuận theo, hướng xa xa nhìn lại. Xa xa, có một vị thiếu niên nắm con ngựa trắng, hướng hắn nhanh chóng tới gần. Thiếu niên kia, mặt tầm 15-16 tuổi. Môi hồng răng trắng, da như ngọc đá, hảo sinh tuấn tú. Cái này hoàn toàn không giống như là cái trong sa mạc sinh hoạt người. Chờ, thiếu niên này, Tống Thư Hàng trong lòng khẽ động. Là hắn, là Tiểu Bạch, chờ ngươi tóc dài tới eo, gả cho ta dược chứ. Đinh linh linh, con ngựa trắng lục lạc chuông thanh thúy vang lên, vị kia môi hồng răng trắng thiếu niên rất nhanh đi vào Tống Thư Hàng trước mặt. Tống Thư Hàng đánh giá cẩn thận lấy vị này con ngựa trắng thiếu niên. Trong trí nhớ, Bạch Tiền Bối về sau bế quan thời gian, sẽ rất ít phóng xuất ra, chân thực ảo giác con ngựa trắng thanh sam thiếu niên, về sau cũng không có gặp lại qua. Tống Thư Hàng cẩn thận đánh giá con ngựa trắng thanh sam thiếu niên đồng dạng đang quan sát Tống Thư Hàng. Thiếu niên này, lớn lên cùng Bạch Tiền Bối có một chút điểm tương tự a. Tống Thư Hàng nói, trước kia, hắn lần đầu tiên trải qua Bạch Tiền Bối, chân thực ảo giác, thời gian,
cũng cảm giác cái này con ngựa trắng thanh sam thiếu niên cùng Bạch Tiền Bối có hai phần tương tự. Mà bây giờ, cẩn thận quan sát thời gian, hắn cảm giác thiếu niên này, cùng Bạch Tiền Bối hai bên càng lúc càng giống. Ngươi là ai nha, tại sao sẽ trong sa mạc, cái kia con ngựa trắng thanh sam thiếu niên đối với Tống Thư Hàng nói. Tống Thư Hàng hướng phía thiếu niên chắp tay, tại hạ. Bá đao Tống Nhất, đạo hữu ngươi tốt, ta trong sa mạc lạc đường, muốn tìm chỗ nguồn nước. Bá đao Tống Nhất, ngươi danh tự thật thú vị, thanh sam thiếu niên hì hì cười nói. Lần này vậy mà có thể thuận lợi đối thoại. Tống Thư Hàng nhớ kỹ trước kia, tại Bạch Tiền Bối, chân thực ảo giác, bên trong, thanh sam thiếu niên chỉ là cùng NPC giống nhau, chỉ biết án lấy cố định chương trình hành động, nói lời kịch. Bá đao Tống Nhất đạo hữu, ngươi nếu như lạc đường, không ngại cùng theo ta đến. Ta dẫn ngươi đi tìm nguồn nước, thuận tiện đem Tiểu Bạch giới thiệu cho ngươi nhận thức. Ngươi muốn đi theo ta không? Thanh sam thiếu niên vui vẻ nói. Đương nhiên muốn, Tống Thư Hàng gật đầu nói Tiểu Bạch, liền là Bạch Tiền Bối khi còn bé đi. Không biết Bạch Tiền Bối khi còn bé là cái gì bộ dáng? Cuối cùng khi còn bé Bạch Tiền Bối có bao nhiêu đáng yêu, sẽ làm con ngựa trắng thanh sam thiếu niên nói ra câu kia kinh điển, gả cho ta dược chứ. Vậy là, Tống Thư Hàng cùng theo thanh sam thiếu niên, hướng về phía trước đi. Thanh sam thiếu niên rất hay nói, hơn nữa hắn biết rất nhiều, thiên nam địa bắc, nói cái gì đề tài hắn đều có thể nhờ một chút. Thế nhưng, dọc theo con đường này, thanh sam thiếu niên rồi lại chưa từng cùng Tống Thư Hàng nói về bản thân, đạo hiệu. Đinh linh linh. Con ngựa trắng trên cổ buộc lên lục lạc chuông thỉnh thoảng vang động. Thiếu niên nắm con ngựa trắng, rồi lại cũng không cưỡi đi lên. Một mực lại đi mấy nghìn thước khoảng cách về sau, rất xa, Tống Thư Hàng thấy được một mảnh tiểu lục châu. Đến, Tiểu Bạch ngay ở chỗ này cư trú. Con ngựa trắng thanh sam thiếu niên hì hì cười nói. Hắn dắt ngựa, nhanh chóng về phía trước chạy tới. Đinh linh linh. Con ngựa trên cổ tiếng chuông biến rồn dập lên. Ốc đảo bên hồ. Có một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh mãnh liệt nhảy lên. Nghe được ngựa tiếng chuông, cái này nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh trong nháy mắt xù lông. Tiểu Bạch ta lại tới á. Thanh sam thiếu niên vui vẻ nói. Tống Thư Hàng nhìn về phía vị kia Tiểu Bạch. Tóc dài màu đen tới lưng, tuấn mỹ đến nam nữ thông sát đáng yêu dung mạo, đúng là thu nhỏ hình Bạch Tiền Bối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 110.